Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 19, đây là thanh mai trúc mã hiểu tận gốc rễ chỗ tốt, đại thể đều thực vừa lòng. Hoắc Dung thời còn không có trở về, Mục Thanh lại còn chưa tới tuổi, hai nhà đại nhân thấy thân thiết thật sự, ăn ý mà chưa nói hai đứa nhỏ sự tình, chỉ nói chút chuyện phiếm. Mục Thanh biết quy củ, lúc này không hảo đi Hoắc gia, nàng liền ở nhà đợi, ngẫu nhiên đi Trương Thâm gia xem hắn khuê nữ. Đại bộ phận thời gian, Mục Thanh đi theo mẫu thân đi học chợ, đụng thịt, đụng đồ ăn, tuyển cái nghỉ ngơi ngày, Mục Thanh cùng nàng cha đi trong núi hồ nước vớt vài võng cá độn. Ngoài thành rừng trúc cũng không ít đi, đi phương Bắc muốn ăn tiên măng nhưng không dễ dàng. Thanh thanh nha, ta nghe bọn hắn nói hiện tại chính sách hảo, muốn làm cải cách mở ra, có nước ngoài người phải về tới đầu tư kiến xưởng, người dung gia gia bọn họ trở về không, sẽ trở về đi. Lâm Ngọc cũng cảm thấy nếu có thể trở về, dung thúc khẳng định sẽ tìm đến bọn họ. Ta cùng người bà bà gia gia bọn họ nói qua, người dung gia gia nếu là hồi một gia thôn tìm chúng ta, nhất định lập tức cho chúng ta gọi điện thoại này đều mau 8 tháng phân, còn không có tin tức, chúng ta gọi điện thoại trở về hỏi một chút, này đều mau chạm vàng, ngươi ba phải về tới, ta đi nấu cơm, ngươi đi gọi điện thoại hỏi một chút, hảo, một thanh tắm gội hoàng hôn, chậm rì rì mà đi trương gia, ở cửa đụng tới trương thâm, ngươi không đi hống hài tử, ở cửa làm gì, đang muốn đi kêu ngươi, một gia thôn gọi điện thoại lại đây, chuyện gì? Một thanh vội vàng hỏi, không biết, ngươi gọi điện thoại qua đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao, Mục Thanh trong lòng nhảy dựng, tưởng Dung Gia Gia có tin tức, chạy nhanh một chiếc điện thoại đánh qua đi, quy, Thanh Thanh Nha, ta là ngươi bà bà, bà bà, ngươi có việc nhi tìm chúng ta, đúng vậy, trong nhà có chuyện này, ngươi trở về hỏi một chút ngươi ba, có thể hay không xin nghỉ, chạy nhanh trở về một chuyến, khi đầu Vương Thải Hà nói chuyện thực cấp, Mục Thanh nghe rõ sau, kinh ngạc không thôi. Một hồng cường hắn ba còn có như vậy truyền kỳ thân thế. Đơn giản mà nói, một kế binh không phải nàng bà bà thân sinh nhi tử, hiện tại một kế binh thân sinh cha mẹ đi tìm tới, bà bà gia gia gọi bọn hắn người một nhà trở về, chủ yếu là trông thấy một kế binh thân cha mẹ, một kế đông sờ sờ cầm, người bà bà ý tứ, một kế binh ba mẹ rất có tiền, một thanh gật gật đầu, hình như là ý tứ này, người bà bà gia gia kêu chúng ta trở về làm gì? Giúp đỡ bọn họ nói chuyện nhiều điểm nuôi nấng phí, ách bà bà hẳn là không phải ý tứ này vậy ngươi bà bà có ý tứ gì, Mục Thanh suy đoán, Mục Hồng Cường thân bà bà gia gia thân phận rất cao, nàng bà bà Vương Thải Hà khả năng cảm thấy cái này quan hệ nàng cha dùng được với, cho nên gọi bọn hắn một nhà trở về nhận một chút người, chương 103, năm đó phân phòng ở thời điểm, một kế binh thái độ cùng một gia hai vợ chồng già thái độ rất kỳ quái, hiện tại suy nghĩ một chút, thậm chí cảm thấy một giải phóng bọn họ thái độ cũng rất kỳ quái. Một kế đông muốn biết chân tướng, đặc biệt cấp trong nhà gọi điện thoại trở về chờ đến ngày hôm sau bên kia mới cho trả lời điện thoại hỏi cái gì đều không nói vương thải hà chỉ gọi bọn hắn nắm chặt điểm nhi chạy nhanh về quê một kế đông nghỉ nghỉ vẫn là tìm lãnh đạo xin nghỉ thu thập đồ vật chuẩn bị về quê dọc theo đường đi vất vả không đề cập tới một nhà ba người trở lại một gia thôn trước tiên đi nhà của bên kia lúc này đúng là lúc chạng vạn cả nhà trừ bỏ vương thải hà đều không ở đã trở lại vương thải hà ngồi ở trong viện đốn củi nhìn đến lão ta một nhà trở về nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua cảm xúc không quá cao nha một kế đông cùng lâm ngọc liếc nhau ân nương cha ta đâu tan tầm đến sau núi thượng đốn củi đi một lát liền trở về một kế đông lấy hành lý phóng trên bàn vội vàng thò lại gần nương một kế binh là chuyện gì xảy ra như thế nào em đẹp lại toát ra một cái thân cha mẹ tới lâm ngọc cùng một thanh nương hai dựng lên lỗ tai Vương Thải Hà thở dài một tiếng, chuyện này nói đến liền lời nói dài quá, ngài chậm rãi nói, chúng ta đang nghe đâu. Lâm Ngọc đổ ly nước sôi để nguội đưa qua đi, một kế binh thân cha tên là Ô Minh Đức, nương kêu Lý Oánh, đều là nghiên cứu vũ khí chuyên gia, khi đó bọn họ công tác công nghiệp quân sự xưởng bị quân địch tạc hủy, bọn họ bị thương, bị đưa đến phía sau Mang Sơn huyện tỉnh dưỡng, Mang Sơn huyện tiếp rất nhiều thương hoạn, trong huyện trụ không dưới, một kế binh cha mẹ bị đưa đến trong thôn dưỡng bệnh, khi đó Lý Oánh mang thai, cùng Vương Thải Hà tháng không sai biệt lắm, liền đem Lý Oánh hai phu thê an bài đến một gia, hai người cũng là có duyên phận, mang thai tháng không sai biệt lắm đại, sinh sản còn ở cùng một ngày. Vương Thải Hà sinh chính là một cái khuê nữ, Lý Oánh sinh chính là đứa con trai, mẫu tử bình an, hai nhà người đều cao hứng, còn thương lượng mua chút trứng gà trở về nhiễm hồng trứng gà, phân tặng cấp hương lân dính dính không khí vui mừng đang ở lúc này, một gia tới hai người, cùng ôn Minh Đức nói gì đó, ôn Minh Đức cùng Lý Oánh đóng lại môn thương lượng sau, quyết định lập tức liền đi, mới vừa sinh sản xong sản phụ cùng trẻ con đúng là yếu ớt thời điểm, nơi nào chịu được lan bạc kỳ hồ, ôn gia hai vợ chồng liền đem hài tử phó thác cấp một gia, còn đem trên người tiền đều lưu lại, nói chờ bên kia dàn xếp hảo liền tới đây tiếp hài tử, sau đó đâu, bọn họ đi rồi vào lúc ban đêm, trong thôn tới một người, Nói ông Minh Đức là gian tế, muốn đem bọn họ trảo trở về thẩm vấn, ta nói bọn họ buổi sáng liền đi rồi, những người đó không có hỏi nhiều liền đuổi theo ra đi, bọn họ là thật sự gian tế. Khi đó chúng ta thật cho rằng bọn họ là gian tế, sợ chọc phải chuyện này, lại luyến tiếc đem mới sinh ra hài tử ném, liền nói ta sinh chính là song bào thai, đem sự tình che giấu xuống dưới. Mấy ngày trước, ông Minh Đức phu thê tìm tới, chúng ta mới biết được lúc ấy tổ chức trước tiên được đến tin tức đem bọn họ dời đi đi, mặt sau tới tìm hiểu tin tức người kia mới là gian tế, một kế đông trầm mặt sau một lúc lâu mới nói, một kế binh vẫn luôn biết hắn không phải thân sinh, hắn không biết từ chỗ nào nghe được chút tin đồn nhảm nhí, phỏng chừng đoán được, lại không dám khẳng định. Bằng không, lúc trước phân gia thời điểm, hắn cũng sẽ không nói những lời này đó. Một gia có thể nói là đem một kế binh đương thân sinh dưỡng, dưỡng đến vài tuổi đại thời điểm, lại đụng tới một lần gian tế, hắn tỷ tỷ vì cứu hắn dẫn dắt rời đi gian tế chết ở trong núi, hắn muốn khi đó liền biết chính mình không phải thân sinh, phía sau phân gia còn nói những cái đó cắm dao nhỏ nói, kia thật là xuất sinh không bằng, vương thải hà hốc mắt đỏ, khi đó chúng ta nơi này tuy rằng là phía sau, thẩm thấu tiến vào gian tế cũng không ít, chúng ta cũng phân biệt không được này đó là người xấu, nhiều ngoan hài tử nha, dưỡng đến choai choai, liền như vậy không có một kế binh chính mình trước kia hoài nghi quá chính mình không phải thân sinh, không có chứng cứ, chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong lòng. Hiện tại thân cha mẹ tìm tới, hồi tưởng khởi lúc trước vì phân gia chiếm phòng ở, đem tỷ tỷ đã chết sự tình lấy ra tới nói chọc hai vợ chồng già tâm, hắn không phải người, hắn là súc sinh. Ông Minh Đức hai phu thê tìm tới lúc sau, một kế binh ở một gia nhà cũ bên ngoài quỳ đã lâu, một gia hai vợ chồng già cũng chưa phản ứng hắn, hai vợ chồng già bị thương thấu tâm một ngụm nước bọc một cái đinh, lúc trước nói tốt về sau đoạn tuyệt quan hệ, không liên quan chính là không liên quan, nhà bọn họ đối một kế binh tận tình tận nghĩa, ông Minh Đức biết năm đó phân gia sự tình, còn có một gia cô nương qua đời sự tình, nén không được lửa giận, đem một kế binh đánh đến không xuống giường được, này đều 4 năm ngày, hiện tại còn ở trên giường nằm, mấy ngày nay, ông Minh Đức cùng Lý Oánh Phu Thê mỗi ngày đều tới một gia nhà cũ cùng Vương Thải Hà trò chuyện. Một gia chiếu cố bọn họ nhi tử lớn lên, còn cấp cưới tức phụ nhi phía sau cho dù đoạn tuyệt quan hệ con cháu cũng không thiếu dính một gia nhân mạch quan ông minh đức phu thê trong lòng hổ thẹn nhiều năm như vậy đi qua một quý cùng vương thải hà trong lòng đã sớm xem phai nhạc tuy nói có chút quán khí nhưng khuê nữ qua đời là ngoài ý muốn cũng oán không đến bọn họ phu thê trên người chỉ có thể nói hài tử mệnh không tốt ông minh đức cùng lý oánh hai vợ chồng hiện tại về hưu nghe nói hiện tại không làm nghiên cứu bị thỉnh đến bắc kinh một khu nhà đại học đương giáo thụ có thân phận có danh vọng có nhân mạch một gia hai vợ chồng già cảm thấy nếu ôn minh đức tưởng báo ân bọn họ cũng muốn tiếp theo lão đại một nhà không dùng được ôn gia quan hệ lão tam một nhà nói không chừng dùng được với bọn họ toàn gia không phải ở bắc kinh dạy học sao một thanh thành tích hảo đọc trường học cũng hảo đến lúc đó có thể hay không làm cho bọn họ hỗ trợ làm một thanh đi bọn họ đại học đương lão sư Mục kế đông cười nói, nương, nhân gia trường học là làm vũ khí, thanh thanh đọc văn khoa, đi bọn họ trường học làm gì, không lo lão sư, không phải có kia cái gì làm hậu cần sao, có thể hay không an bài cái công tác, nương, không cần phải. Mục kế đông nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, thanh thanh cùng hoác gia tiểu tử xử đối tượng, chờ tốt nghiệp, sớm hay muộn phải về Nam Quảng, nói nữa, chúng ta phu thê liền này một cái khuê nữ, ta ở Nam Quảng đi không được cũng luyến tiếc nàng một người ở Bắc Kinh. Ta một kế đông phấn đấu đến bây giờ, còn không phải là vì người một nhà đại ở bên nhau quá an ổn nhật tử, hoặc gia kia tiểu tử Vương Thải Hà gặp qua, là cá nhân Trung Long Phượng. Vương Thải Hà nhìn cháu gái liếc mắt một cái, do dự nói, kia ân tình này, liền như vậy chậm trễ, nương, nhà chúng ta hiện tại đều quá đến hảo, không kém về điểm này nhân tình, ngài trong lòng thoải mái là được, một quý đã trở lại, trên vai chịu trách nhiệm một gánh củi lửa một kế đông chạy nhanh chạy tới tiếp được. Một quý phía sau còn đi theo hai cái tóc mai hoa râm, hình thể thon gầy lão nhân lão thái thái, đây là giúp đỡ đi trên núi đốn củi đi, ông Minh Đức buông xài gánh nặng, hơi hơi mỉm cười, lão ca, đây là nhà ngươi lão tam một nhà, một quý gật gật đầu, lão tam, lại đây gọi người, đây là hồng cường gia gia nải nải, ngươi kêu ôm thúc thúc, Lý A Di, Lý Oánh cười ôn hòa, đối một kế binh nói, chúng ta hai nhà thân cận, đừng gọi là gì a di kêu thẩm thẩm đây là nhà ngươi khuê nữ đi nghe nói ở bắc đại đọc sách thật là cái thông minh cô nương lâm ngọc mang theo một thanh đi qua đi đi theo kêu người hai nhà hàng huyên vài câu ông gia phu thê lúc này mới trở về đám người đi rồi một quý mới cùng nhi tử nói ngươi nương đều cùng các ngươi nói đi các ngươi nghĩ như thế nào cha các ngươi vui cùng bọn họ lui tới liền tới hướng không vui liền không lui tới không cần thay chúng ta suy xét chúng ta cũng không dùng được, một thanh xem gia gia không nói lời nào, gia gia, ngài nhưng đừng xem thường ta ta ba, hiện tại là phó sư trưởng, sớm muộn gì đi lên đương sư trưởng, nhân mạch quan hệ không thể so ôn gia kém, ta nghĩ, nhân gia là làm vũ khí, ngươi là tham gia quân ngũ, luôn có dùng được với thời điểm. Thật là cao tuổi, một quý còng lưng, đôi tay bối ở phía sau, chậm rãi hướng trong phòng đi, giảng thiệt tình lời nói, người trong thôn đều nói một quý cùng vương thải hà người tốt có hảo báo giúp đỡ chuyên gia đem hài tử nuôi lớn nhân gia tri ân báo đáp cái gì thứ tốt đều hướng một gia đưa nhưng làm người hâm mộ một quý cùng vương thải hà hai vợ chồng già cũng không có cao hứng cỡ nào ông gia đã đến làm cho bọn họ trong lòng kia khối vết sẹo lại bắt đầu phạm đau ông minh đức cùng lý oánh đại thái cũng đoán được một gia hai vợ chồng già trong lòng ý tưởng cũng biết bọn họ con cháu tiền đồ không thiếu ăn mặc nhưng là bị nhân gia hảo mặc kệ nhân gia có cần hay không tổng nếu muốn biện pháp còn trở về trương lan hoa mới vừa làm tốt cơm phủng gương mặt tươi cười kêu cha mẹ chồng rửa tay ăn cơm hoa lan hồng kiệt cùng hồng cường khi nào trở về nhanh nhanh lý oánh cười nói vừa mới trở về đụng tới một gia lão ta một nhà này toàn gia đại tiểu nhân nhìn đều là thể diện nhân nhi mẹ ngươi nhưng nói đúng ngoại thôn đều hâm mộ một gia thôn phong thủy hảo đều nói một gia thôn phong thủy nha tám phần đều ở một kế đông người một nhà trên người, dư lại hai phân tài trí cho chúng ta. Trương Lan Hoa ân cần mà cấp bà bà đệ khăn lau tay, nhà của chúng ta họ ôm, không dính vào một gia thôn quan cũng bình thường. Ba mẹ, các ngươi xem, kế binh khi nào đi đem tên sửa lại, nói bậy, ông Minh Đức cả giận nói, một gia đem ngươi nam nhân kế binh nuôi lớn, còn làm ngươi hai cái nhi tử thơm lây có công tác, người một nhà quá thượng hảo nhật tử, các ngươi còn tưởng sửa tên, Trương Lan Hoa cứng họng, ba, ngươi đừng nóng giận, ta không không nhận một gia hảo, chỉ là nhà chúng ta rốt cuộc họ ôm không phải, không cần sửa, ta ôm gia tuyệt hậu cũng không thể sửa, ôm minh đức khí cơm đều không muốn ăn, quay đầu vào nhà, lý oánh thở dài, vỗ vỗ con dâu cánh tay, về sau đừng nói những lời này, ngươi ba trong lòng đối một gia hổ thẹn, nói này đó sẽ chỉ làm hắn trong lòng càng khó chịu, trong phòng ghé vào trên giường một kế binh, đem cha mẹ lời nói đều nghe rõ ràng hồi tưởng khởi tỷ tỷ năm đó nàng một phen đem hắn đẩy đến thảo đôi cất giấu hướng trên núi chạy dẫn dắt trời đi người xấu nghĩ vậy nhi hắn nhịn không được cho chính mình một cái tác chờ đến sắc trời mau đen một kế quân cùng vương xuân linh hai vợ chồng tan tầm trở về người một nhà ăn bữa cơm vương xuân linh lưu bọn họ ở nhà trụ lâm ngọc cảm tạ vẫn là tưởng trụ chính mình gia ở tại nhà bọn họ tầng gia hai vợ chồng già thừa dịp nghỉ hè đi thăm khuê nữ cùng cháu ngoại đi cách vách hình lão thái thái nói, phải chờ tới nhập thu sau mới trở về. Thanh thanh nha, ngươi lị tỷ tỷ thân thể được không, hài tử thế nào, hình nãi nãi ngài đừng lo lắng, lị tỷ tỷ hết thảy đều hảo, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, hài tử cũng chiếu cố hảo, hảo hảo hảo, vậy là tốt rồi, ngươi hai cái hình thúc thúc hạt nhọc lòng, không cho chúng ta mấy cái lão nhân lão thái thái ra xa nhà, chỉ có thể chờ bọn họ về nhà xem chúng ta nha, hình thúc thúc cũng là lo lắng ngài lão. Thời tiết nhiệt, ngài không hảo ra cửa, ngồi xe lửa đại nhân đều cảm thấy vất vả, lì tỷ tỷ cũng không hảo mang theo hài tử trở về, ngài muốn xem đến tầng tôn chỉ sợ phải chờ tới ăn tết đi, ăn tết nha, ăn tết hài tử liền nửa tuổi nhiều, là nha, khi đó hài tử thân thể cũng ngạnh lãng chút, vân gia gia cùng vân nãi nãi cũng còn không có nghỉ ngơi, một thanh bồi bọn họ trò chuyện, chờ nàng mẫu thân kêu nàng trở về rửa mặt nàng mới đi, thấy ôn gia hai vợ chồng già, cũng không có gì mặt khác quan trọng sự, một kế đông tính toán ngày mai ở nhà đãi một ngày, hậu thiên hồi Nam Quảng, các ngươi nương hai nếu là tưởng ở nhà ở vài ngày, cũng có thể vãn một ít lại đi, một kế đông liếc khuê nữ liếc mắt một cái, hoặc dung thời 8 tháng hồi Nam Quảng, ngươi nếu muốn ở quê quán ở vài ngày, khiến cho hắn hảo hảo chờ, chờ liền chờ bái, một kế đông hừ nhẹ một tiếng, ngươi muốn thật như vậy tưởng thì tốt rồi, nên cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, lâm ngọc trừng mắt, một kế đông nhận túng, hảo 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 ta không nói hành đi, Lâm Ngọc đem vạn làm rửa mặt khăn lượng ở dây thường thượng, không cần chờ, hậu thiên ta cùng ngươi cùng nhau trở về, ta cũng trở về. Một thanh nhất tay, một kế đông không cao hứng mà nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, vừa rồi còn nói làm hoắc gia tiểu tử chờ, này liền không giữ lời, hành đi, vừa vặn ngày mai là nghỉ ngơi ngày, tức phụ nhi ngươi làm một đống tốt, thỉnh cha mẹ, còn có ôm người nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Khi sáng mai ta cùng khuê nữ đi trong huyện mua đồ ăn, một kế đông không đi, hắn đi nhà của bồi cha mẹ trò chuyện, thỉnh người trong nhà ăn cơm, khẳng định không thể đem hình gia cùng vân gia đã quên, Lâm Ngọc ngày hôm sau buổi sáng lên liệt đơn tử, muốn mua đồ vật còn có điểm nhiều, mẹ, làm bộ dáng là được, ta nơi này thứ gì không có, trong huyện có thể mua được liền ở trong huyện mua, mua không được lại dùng ngươi nơi đó đồ vật, hảo đi, Lâm Ngọc đi nhà của mượn xe đạp, cùng bọn họ nói hảo buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Mới lái xe đi trong huyện, mua đồ ăn phía trước hai mẹ con đi trước huyện bệnh viện một chuyến ngươi hảo xin hỏi hình viện trưởng ở nơi nào chúng ta viện trưởng vội vàng đâu không rảnh khi tưởng bác sĩ có rảnh sao tiểu hộ sĩ nhìn lâm ngọc liếc mắt một cái ăn mặc không giống như là tới phàn quan hệ ngươi tìm chúng ta tưởng bác sĩ có chuyện gì nhi chúng ta là một gia thôn lại đây nga một gia thôn ta mang ngươi qua đi nói đến một gia thôn tiểu hộ sĩ thái độ một chút thay đổi cười hỏi có phải hay không hình viện trưởng cha mẹ thác các ngươi tiện thể nhắn, Lâm Ngọc còn không có tới cập nói chuyện, liền ở trên hành lang đụng tới tưởng hàm, Lâm Ngọc, các ngươi khi nào trở về? Tưởng hàm kinh hỉ nói, đêm qua vừa trở về, này không ngủ tỉnh liền tới tìm ngươi sao, tưởng hàm cười ha ha, mấy ngày trước nhận được một kế đông đánh điện thoại, ta cùng hình định nam một đoán liền biết các ngươi phải về tới, một kế đông công tác vội, chúng ta cũng đãi không được hai ngày, ngày mai muốn đi, như vậy cấp ân, buổi tối nhà ta mời khách ăn cơm, các ngươi hai vợ chồng tan tầm hồi một chuyến trong thôn, các ngươi mời khách chúng ta khẳng định trở về. Vốn dĩ tối hôm qua chúng ta cũng muốn trở về, ngày hôm qua hình định nam đi một ngày sở y tế chậm trễ công tác, hôm nay muốn bổ thượng, nếu không phải bồi hắn, ta đã sớm đi trở về, nghỉ hè, hai đứa nhỏ đi thành phố bọn họ đại bá gia chơi, không cần phải xen vào hài tử làm bài tập hè, tưởng hàm mấy ngày nay thoải mái đâu, có người bệnh tìm tới tưởng hàm cùng lâm ngọc chào hỏi liền trước vội đi lâm ngọc mang theo khuê nữ đi ra ngoài lâm ngọc đối khuê nữ nói ngươi định nam thúc thúc cùng tưởng hàm a di là đồng hành cho nhau lý giải đối phương công tác cũng không dễ dàng nháo mâu thuẫn như vậy quá cả đời cũng khá tốt ngươi cùng ta ba còn không phải không như thế nào nháo mâu thuẫn hừ ngươi ba có chút thời điểm cũng làm giận không có đại xảo đại nháo là ta tính tình hảo làm cái gì khí ngài nói cho ta nghe một chút đại nhân sự tình Ngươi Tiểu Hài Nhi gia hỏi cái gì hỏi? Đi nhanh điểm, mới mẻ đồ ăn gọi người khác chọn không có. Một thanh vô ngữ, muốn ta hiểu chuyện thời điểm nói ta là đại cô nương, lúc này lại nói ta là Tiểu Hài Nhi, đương gia lớn lên đều như vậy sao? Mang sơn huyện ly trong thôn gần, mua đồ ăn vẫn là hảo mua, cái gì đậu que, cà tím, ớt cây đều là buổi sáng mới vừa hái xuống, mới mẻ thực. Mua thịt nói, đại thịt mỡ bị đoạt không sai biệt lắm, nửa phì nửa gầy vẫn là nhiều. Lâm Ngọc mua một cái đại giò hai chỉ chân heo, vai chính, nhìn đến xương sườn không tồi, mua một phiến xương sườn. Xương sườn ăn không hết không quan hệ, ăn không hết liền tồn lên, thanh thanh, bên kia có bán gà mái già, ngươi đi tuyển một con, còn có lão vịt cũng mua một con, buổi chiều chúng ta hầm củ cải chua lão vịt canh, mùa hè ăn cái này thoải mái, hảo, mua xong đồ ăn thời gian không còn sớm, thái dương phơi người, nhưng là hai bên đường đều là thụ, ở bóng trâm hạ lái xe còn có gió thổi qua tới, trên cổ hãng đều thổi đi rồi. Lâm Ngọc mới ra thành liền nghe được người kêu nàng, Lâm Ngọc vội vàng đè lại phanh lại, ai kêu ta? Một chiếc xe ngừng ở hai mẹ con phía sau cách đó không xa, Lâm Ngọc quay đầu lại, đôi mắt không tự chủ được mà trợn to, xe đạp đều bất chấp ngã trên mặt đất, nàng gấp không chờ nổi mà chạy tới, "Dung Thúc, ta rất nhớ ngươi." "Dung Thúc, mấy năm nay ngươi đi đâu nhi, quá thế nào?" Lâm Ngọc nói năng lộn xộn, nói nói liền khóc lên. Dung văn bác cũng nhịn không được lão lệ tung hoành, vỗ vỗ nàng bả vai, mấy năm nay quá đến hảo đi, Lâm Ngọc lại cười lại khóc, vội gật đầu nói, hảo, đều quá đến hảo, kế đông hiện tại là phó sư trưởng, nhà ta Thanh Thanh hiện tại ở Bắc Đại Đọc Đại học, Thanh Thanh, mau tới đây, đây là Dung Gia Gia, ngươi còn có nhớ hay không, nhớ rõ, ta đều nhớ rõ, Dung Gia Gia muốn cùng ta chơi cờ sao, Dung văn bác hừ nhẹ một tiếng, ngươi cái tiểu nha đầu, tưởng thắng ta cờ có phải hay không, một già một trẻ, nhìn nhau cười, dung niệm gia từ trên xe nhảy xuống, cấp muội muội dung tâm đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, thấy không, đây là tiểu thúc trong miệng ưu tú chỉ trên trời mới có một thanh nha, dung tâm là cô nương gia, lại cùng một thanh tuổi sấp xỉ, ánh mắt đầu tiên xem nàng ăn mặc, một thân lại tầm thường bất quá màu lam tiểu đầm hoa nhỏ, váy thủ công hảo, khí chất của nàng hảo, người cùng váy tương sấn, đơn giản lịch sự tao nhã thế nhưng một chút đều không cảm thấy quê mùa. Niệm gia, tâm tâm, lại đây gặp qua các ngươi lâm gì, ai, một thanh vừa rồi liền chú ý tới này hai người trẻ tuổi, nam áo sơ mi quần tây, quả nhiên là anh Tuấn Tiêu Sái, nữ một thân Âu Phục, trên lỗ tai, trên cổ, trên tay nguyên bộ trân châu trang sức, vừa thấy chính là không kém tiền chủ nhân, ta kêu dung niệm gia, sau ngươi hơn mấy tuổi, ngươi có thể kêu ta một tiếng ca, thanh thanh muội muội lần đầu gặp mặt, một chút tiểu lễ vật, không thành kính ý, niệm gia ca hảo, lúc này ta nhưng không lễ vật hồi đưa Nga, ha ha ha, không cần mặt khác lễ vật, ngươi họa họa cho ta một bức tốt không, dung tâm nghịch ngợm mà chớp mắt, thanh thanh muội muội ta ca nhớ thương ngươi họa thật dài thời gian lạp, dung văn bác cao hứng nói, thanh thanh trở về cho hắn nhìn xem ngươi họa, cho hắn biết biết, cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, một thanh phản ứng lại đây, Nga, nguyên lai là dung gia gia cấp kéo thù hận. Đừng đứng ở trên đường nói, chúng ta về nhà ngồi xuống hảo hảo liêu, đi đi đi, trước về nhà, chương 104, Dung Văn Bác từ biết có thể trở về tin tức sau, vẫn luôn thúc giục đại ca Dung Văn Uyên liên hệ bờ bên kia, Dung gia thượng nửa năm vẫn luôn ở chuẩn bị tư liệu điều phối nhân thủ, bận việc đầu tư kiến xưởng sự, chờ an bài đến không sai biệt lắm, người một nhà mới đến Thượng Hải dàn xếp hảo, Dung Văn Nguyên muốn ở Hồng Công tọa trấn, Thượng Hải nhà máy giao cho lão đại Dung biết xa quản lý dung niệm gia cùng dung tâm này hai cái không có đứng đắn công tác liền bồi dung văn bác tới một gia thôn thăm người thân trở lại trong thôn lâm ngọc gấp không chờ nổi mà đi nhà cũ gọi người một kế đông ngươi mau ra đây dung thúc tới cái gì một kế đông từ trong phòng chạy ra ngươi vừa rồi nói dung thúc lâm ngọc kích động mà dậm chân chính là dung thúc ngươi đã quên này ta nơi nào có thể quên này không phải không thể tin được sao dung văn bác cười ha ha chúng ta đều đến ngươi gia môn trước có cái gì không thể tin được một quý cùng vương thải hà cùng ra tới hai người cao hứng đến nói không ra lời sau một lúc lâu một quý mới nói lão ca a à, ngươi vừa đi nhiều năm như vậy lão tam một nhà nhưng nhớ thương ngươi hàng năm ăn tết đều phải nhắc mãi một câu ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại lúc này chúng ta liền không đi rồi a à, dung văn bác động tình mà nắm lấy một quý thô rách tay không đi rồi không đi rồi mấy năm trước tổng sợ chính mình chết ở bên ngoài hiện tại đã trở lại, nơi nào đều không đi, nói bậy, hiện tại Nhật tử hảo quá nhiều, chúng ta ít nhất còn muốn sống thêm 10, 20 năm, ha ha ha, chúng ta cùng nhau nổ nỗ lực, Vương Thải Hà cười nói, Thanh Thanh hiện tại cũng có đối tượng, ngươi hảo hảo bảo dưỡng thân thể, về sau còn có thể ôm tằng tôn đâu, Dung Văn Bác trừng mắt, Thanh Thanh mới bao lớn, này liền có đối tượng, cũng không ít, quá mấy ngày liền mãn 18, kia cũng còn nhỏ, nhà ai tiểu tử hống ngươi đi đỉnh dung da da ánh mắt, một thanh yên lặng cúi đầu, trong lòng nhắc mãi hoắc dung thời, như thế nào còn không trở lại, dung văn bác hừ lạnh một tiếng, một thanh ngươi cùng ta tới, nga, dung văn bác dẫn đường lên núi, một thanh yên lặng theo ở phía sau, dung niệm gia cùng dung tâm hai anh em liếc nhau, chạy nhanh đuổi kịp, ba mẹ, ta về trước gia đi, buổi tối các ngươi tới trong nhà ăn cơm, vương thải hà vẫy vẫy tay, mau trở về đi thôi. Chờ nửa buổi chiều chúng ta trở lên đi, ai? một kế đông giúp một chút, giúp đỡ tức phụ nhi đem mua thịt cùng đồ ăn cùng nhau đề về nhà, khẩn đuổi hai bước, đuổi theo đi, thượng sườn núi thời điểm, Dung Văn Bác phát hiện bên tay phải có người một nhà, thanh thanh nha, nhà, nhà ngươi tới khách nhân, vân nải nải hảo, này không phải khách nhân, là ta Dung Gia Gia tới, vân gia lão thái thái suy nghĩ nửa ngày, một gia có cửa này thân thích. Nàng ở một gia thôn ở cũng hai ba năm, như thế nào không biết, ai tới, ta nhìn xem, hình lão thái thái hư mắt thấy qua đi, chờ đến người đến gần, nàng vỗ đùi, a nha, lão nhân ngươi mau tới, dung văn bác tới, dung văn bác cười lên tiếng, ngày hai vợ chồng già thân thể còn ngạnh lãng, hình lão thái thái vỗ tay cười to, cả ngày ăn được mặt tốt ngủ ngon, con cháu lại có tiền đồ, còn hiếu thuận nghe lời, nhật tử quá không hảo đều không thành, hình lão gia tử cùng vân lão gia tử ở trong phòng hạ cờ tướng, nghe được động tỉnh ra tới. Hình lão gia tử cười đón nhận đi, hai người ôm một phen nhìn một cái ngươi cũng trường tóc bạc rồi chúng ta đều già rồi nha dung văn bác có chút đắc ý các ngươi có con cháu ta không hâm mộ cho các ngươi giới thiệu một chút ta cháu trai cháu gái rất tốt với ta đâu già rồi cũng có người quản một thanh đi phía trước mại một bước còn có ta đâu dung văn bác cười thống khoái vỗ vỗ nàng đầu đã quên còn có ngươi cái này tiểu nha đầu ngươi kêu ta một tiếng da da về sau ta đi rồi tài sản ngươi cùng biết xa bọn họ huynh muội ba cái chia đều, ta da mặt dày đâu, ngài dám cho ta liền dám muốn, ta nhiều từ ngài nơi đó lộng tốt hơn đồ vật, tồn cho ta con cháu, dung văn bác ý cười một ngưng, ngươi còn tuổi nhỏ xử đối tượng thực quan vinh sao. Không hảo hảo làm học tập đi yêu đương, có kỳ cục hay không, vân gia cùng hình gia hai vợ chồng già nghe đến đây, động tác nhất trí nhìn về phía một kế đông cùng Lâm Ngọc, hài tử xử đối tượng, Lâm Ngọc cười gật gật đầu, ngài lão đều nhận thức, hoắc gia nhi tử, hoắc dung thời, Nga, đó là cái hảo tiểu hỏa nhi, xứng chúng ta thanh thanh không tồi, nơi nào liền không tồi. Ta giáo dưỡng cô nương, cái dạng gì xuất thân con cháu đều xứng với, này không hảo hảo chọn lựa một phen, chung thân đại sự cũng quá tùy ý một ít, các ngươi đương cha mẹ quá không phụ trách, hình lão gia tử lôi kéo dung văn bác đi trong viện ngồi, ngươi đừng có gấp thượng hỏa, hoắc gia cái kia nhi tử là cái tốt. Ngươi nghe chúng ta cùng ngươi nói, đối sao, người trước ngồi xuống uống miếng nước, chúng ta chậm rãi liêu, mấy cái lão đầu nhi lão thái thái có chuyện nói, một kế đông cùng Lâm Ngọc hai vợ chồng về trước gia làm cơm trưa, còn gọi hình gia hôm nay đừng nấu cơm, cơm trưa cùng cơm chiều đều đi nhà bọn họ ăn, hình lão thái thái thuận miệng đồng ý, hai nhà người quan hệ thân cận, nhà ngươi ăn cơm vẫn là nhà ta ăn cơm cũng chưa cái gì quan hệ, dung niệm gia cùng dung tâm đem mang đến lễ vật đưa đến một gia, vỗ vỗ tay chạy tới hình gia nghe bác quái, hành đi, vừa vặn cấp đằng ra không tới, Mục Thanh đi theo phòng bếp, mẹ, đồ ăn có đủ hay không, hôm nay đồ ăn đủ rồi, ngày mai không có lại đi mua. Lâm Ngọc quay đầu đối Mục Kế Đông nói, ngày mai ngươi đi trước, Dung Thúc tới, ta cùng Thanh Thanh bồi hắn ở vài ngày, hẳn là, Dung Thúc cùng hình thúc bọn họ nhiều năm như vậy không thấy, có liêu, Mục Thanh yên lặng cầm một ít gạo, gạo kê, bột mì phân biệt phóng lưu gạo, lại cầm một cái chân giò hung khói treo ở trên tường. Thanh Thanh, Hôm nay đã quên mua cá, ngươi lấy hai con cá ra tới, một cái đại cá trắm cỏ buổi tối ăn, một cái điểm nhỏ cá trích, giữa trưa làm cá trích hầm đậu hũ, Hảo, dưỡng sinh canh cùng củ cải chua lão vịt canh hôm nay giữa trưa ăn không được, đồ ăn làm không sai biệt lắm. Dung niệm gia cùng dung tâm hai anh em cảm thấy mỹ mãn mà trở về tìm Mục Thanh. Ai, nghe nói ngươi đối tượng lại cao lại xoái, tuổi còn trẻ đã là đoàn trưởng, còn sẽ vài loại ngoại ngữ, cũng không có vài loại ngoại ngữ. Mắc dung thời sẽ nàng đều sẽ, dung tâm tấm tắt một tiếng, thật muốn nhìn xem ngươi đối tượng trông như thế nào, có hay không hình nải nải bọn họ nói như vậy hảo, dung văn bác chấp tay sau lưng tiến vào, kia tiểu tử hiện tại ở nơi nào, đem người mang đến ta nhìn xem, hắn hiện tại ở Bắc Kinh, cùng ta nói tốt 8 tháng hồi Nam Quảng, nhà ta có việc nhi đã trở lại, chờ ta trở về hắn khẳng định ở Nam Quảng chờ ta, ngươi cũng mau ăn sinh nhật. Dung Văn Bác đối Lâm Ngọc nói, ngươi bồi ta ở một gia thôn trụ hai ngày, đến lúc đó niệm gia lái xe đưa chúng ta đi Nam Quảng, đến lúc đó qua bên kia cấp thanh thanh ăn sinh nhật, hảo. Lâm Ngọc cười nói, nói đến cũng là duyên phận, tiểu hoắc sinh nhật so với chúng ta thanh thanh sớm một ngày, dung tâm nghĩ nghĩ, tuy nói nàng cùng một thanh tuổi sấp xỉ, tỷ muội tương xứng, nhưng là từ nhỏ thúc nơi đó luận, thanh thanh kêu tiểu thúc dung gia gia, kia nàng không phải so thân thân trường đồng lứa. Chờ nhìn thấy thanh thanh đối tượng, vị kêu hoắc đoàn trưởng kêu nàng tỷ tỷ vẫn là kêu nàng gì dung niệm gia biểu môi ngươi cũng chính là củ cải không lớn đều lớn lên ở bối thường lại là thân nhân gia kêu ngươi một tiếng gì ngươi không biết xấu hổ ứng là nga ta một cái mỹ thiếu nữ bị người kêu gì ta ăn nhiều mệt sách đều do chúng ta ba mẹ kết hôn vãn suy nghĩ vớ vẫn cái gì đâu rửa rửa tay ăn cơm đồ ăn làm tốt lâm ngọc đi cách vách thỉnh hình gia cùng vân gia hai vợ chồng già lại đây ăn cơm trưa giữa trưa làm cá trích hầm đậu hũ, thịt kho tàu cà tím, phấn chân xương sườn, sang xào khi rau, hâm lại thịt, cá hương cà tím, đều là cơm nhà, hương vị cực kỳ hảo. Dung văn bác cảm thán một tiếng, đây là việc nhà vị A, vẫn là nơi này đồ ăn hương. Dung niệm gia cùng dung tâm từ nhỏ đến lớn ăn vô số mỹ thực, lúc này ăn đầu đều không nâng. Không phải này đó cơm nhà có bao nhiêu đặc biệt, dung tâm cảm thấy, chủ yếu là này đồ ăn hương vị đặc biệt chính, nguyên nước nguyên mùi vị mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều như vậy mới mẻ lại mỹ vị. Dung văn bác ghét bỏ mà nhìn cháu trai liếc mắt một cái, buổi tối còn có càng tốt ăn, kiềm chế điểm nhi, dung niệm da mắt sáng rực lên, lâm gì, chúng ta buổi tối ăn cái gì, buổi tối nha, buổi tối có món chính, dưỡng sinh canh, củ cải chua lão vịt canh, còn có hấp chân giò hung khói, đều là chút canh. Dung niệm da đối canh không có hứng thú, ha hả, đến lúc đó ngươi sẽ biết, dung văn bác cười nói, hảo chút năm không nếm đến lâm ngọc tay nghề, nhưng thật ra tưởng hoảng, dung thúc thích tay nghề của ta, vậy đi theo ta trụ, mỗi ngày làm ngày thích ăn, ha ha ha, hảo hảo hảo, ngươi là cái hiếu thuận hài tử, dung niệm gia ăn no, cười xoa xoa bụng, ta tuổi trẻ, tiêu hóa hảo, buổi tối cái gì ăn ngon ta đều có thể nuốt trôi. Một gia lão nhị sự tình dung văn bác vừa rồi ở bên kia cũng nghe hình gia người ta nói, cơm nước xong không nóng nảy nghỉ ngơi, ngồi xuống trò chuyện, dung văn bác ý tứ, hiện tại một kế đông đã đến cái này phân thượng lão nhị bên kia không cần phải xen vào duy trì mặt mũi tình là được ta năm đó cũng không nghĩ tới giáo hội ngươi bắn tên ngươi còn có như vậy tạo hóa một kế đông cười nhìn về phía tức phụ nhi cùng khuê nữ toàn dựa ta tức phụ nhi cùng khuê nữ duy trì ta cho ta nghĩ biện pháp dựa ta chính mình khẳng định đi không được hôm nay này một bước nghe được lời này dung văn bác xem trọng hắn liếc mắt một cái ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người Dung Văn Bác đã dạy Mục Thanh, nhất biết nha đầu này có bao nhiêu thông minh, hắn thậm chí hoài nghi quá tiểu nha đầu có túc tuệ, một nhà ba người, một cái ra chủ ý, một cái phụ trách đi phía trước hướng, còn có cái quản hậu cần, như vậy người một nhà, không hảo đều không được. Dung Văn Bác đối Mục Thanh nói, năm đó ta cùng ngươi nói, về sau nếu là Nhật Tử quá không nổi nữa, đem ngươi ông ngoại bà ngoại để lại cho ngươi đồ vật lấy ra tới bán một bán đều đủ ngươi quá cả đời phú quý Nhật Tử hiện tại hảo, không cần bán gia sản, có người ba ở, cả đời này khẳng định ăn mặc không lo, một kế đông kiêu ngạo thật sự, không cần dựa ta, nàng chính mình mỗi năm chia hoa hồng đều dùng không xong, chia hoa hồng. Cái gì chia hoa hồng, một thanh trí nhớ hảo ngài biết, ngài đi rồi nàng đi theo tưởng hàm phu thê học y, đi nam quảng lúc sau lại đi theo quân khu bệnh viện đại phu học, nàng chính mình cũng hạ công phu, làm ra cái thuốc giải độc phương thuốc, cấp bán xưởng chế dược mỗi năm cho nàng chia hoa hồng, mấy năm nay dược bán quản, nàng chia hoa hồng cũng biến nhiều, hắc, ngươi nha đầu này, ta thật không nhìn lầm ngươi, dung niệm gia lông mày một chọn, thanh thanh muội muội học nhiều như vậy đồ vật, hiện tại họa kỹ thế nào, này có cái gì hảo hỏi, là con la là mã, lôi ra tới lưu lưu chẳng phải sẽ biết, dung văn bác cao hứng tới, ngủ trưa cũng không ngủ, mục thanh cũng đi theo không thể ngủ, chỉ có thể đem nàng gia hỏa chuyện này dọn ra tới, họa cái gì ta xem qua ngươi họa tiểu viện giàn nho, này đều mười mấy năm, nhìn một cái nhà ngươi giàn nho, hiện tại đã xanh ung tươi tốt, lại cấp họa một cái, hảo A, dung niệm da chân chó mà phải cho một thanh mài mực, một thanh không cần hắn, chính mình chậm rãi ma, đã là mài mực, cũng là tĩnh tâm, này tòa tiểu viện cùng nàng tuổi giống nhau đại, 18 năm, phòng ở vẻ ngoài nhìn cũ xưa một ít, năm đó trong viện trồng trọt các loại cây ăn quả tất cả đều trưởng thành đại thụ xanh ung cây ăn quả cùng tường viện biên đằng la hoa thảo, đem củ sư phòng ở phụ trợ cổ xưa đáng yêu. Thủ hạ bút theo suy nghĩ triển khai, dưới ngòi bút vàng nho đã không phải vàng nho, dây nho phàn dọc theo cái giá phủ kín nửa mặt tường, to mọng quả nho diệt hạ, còn chưa trưởng thành ngây ngô quả nho hờ khép, ngày mùa hè tiểu viện sôi nổi trên giấy, một thanh họa xong, tế phẩm, cảm thấy vừa lòng. Mấy năm nay vẽ tranh thời gian thiếu, công phu còn chưa buông, buông bút, một thanh ngẩng đầu, phát hiện nàng phía sau đứng một đám người tỉnh ngủ ngủ trưa hình nải nải bọn họ cũng lại đây dung niệm gia đẩy ra một thanh thưởng thức này bức họa hảo họa nha hảo họa đã có quốc họa điển nhã cùng phong cách cổ lại có hiện đại tinh xảo cùng tự nhiên này muốn xào một xào giá trị con người đưa đến triển lãm tranh đi đây là tiếp theo cái đại gia nha dung niệm gia một bộ bá nhạc phát hiện thiên lý mã kinh hỷ biểu tình thanh thanh muội muội hai chúng ta thêm cái hợp đồng đi ta bảo đảm ngươi thành danh thành gia, kiếm đồng tiền lớn, dung văn bác hừ nhẹ một tiếng, thanh thanh họa đưa cho ngươi đó là đạp hư, tiểu thúc đừng nói như vậy sao, họa gia cũng là muốn ăn cơm sao, dung niệm gia từ nhỏ học họa, chính mình thiên phú hữu hạn, không họa ra tới cái gì tên tuổi, liền làm cái tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý, chuyên môn làm tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá cùng triển lãm tranh, dựa vào dung gia nhân mạch cùng tạp tiền, mấy năm nay đã trong ngành mới lộ đường kiếm, coi như là có chút danh tiếng đáng tiếc, những cái đó có tên có họ đại họa gia căn bản không cùng hắn như vậy tân công ty hợp tác, dung niệm gia bọn họ chỉ có thể nỗ lực khai cuộc tân nhân. Mục Thanh chính là hắn cho tới bây giờ gặp qua nhất có phong cách nhất có tiềm lực tân nhân, có lửa lớn tiềm lực, Thanh Thanh muội muội, suy xét suy xét ta đi, chúng ta là người một nhà, ca ca ta khẳng định sẽ không hố ngươi. Dung niệm gia vỗ ngực bảo đảm, Mục Thanh cười cười, không tiếp hắn nói, Thong thả ung dung mà đem nàng tư ấn lấy ra tới, đóng dấu, thanh thanh, ta rất thích ngươi này bức họa. Dung tâm lôi kéo một thanh làm nũng, một thanh cười cười, thích liền tặng cho ngươi, thật đát. Dung tâm kinh hỉ không thôi, thật sự, chờ mặt phơi khô, ngươi liền thu hồi đến đây đi. Ngươi tặng cho ta lễ vật, này bức họa là ta cho ngươi đáp lễ, hắc hắc, cảm ơn thanh thanh, dung niệm gia không được, không được, này bức họa còn có ta một phần, Đưa cho ngươi lễ vật là chúng ta cả nhà cùng nhau tuyển, nếu là đáp lễ, ta cũng muốn, dung tâm không cho, hừ, ta là muội muội, ngươi muốn cho ta, ngươi cầm này họa cũng vô dụng không phải, như thế nào vô dụng, ta lấy về gia quải trên tường, tốt như vậy họa ngươi, được rồi. Dung Văn Bác không một tiếng, niệm gia ngươi thiếu ở trong nhà nói ngươi lối buôn bán, tục thực, muốn kiếm tiền cùng đại ca ngươi học làm buôn bán đi, tiểu thúc. Dung niệm gia khoa trương mà bán thảm ngài cũng không thể trọng nữ khinh nam, hình gia hai vợ chồng già buồn cười, không hổ là dung gia hài tử, giống ngươi tiểu thúc tuổi trẻ thời điểm, tinh thần đầu nhi, có thể lăn lộn, vân lão gia tử cười ha hả nói, người trẻ tuổi sao, có sang kính là chuyện tốt, bán họa có thể bán nổi danh thanh cũng là bản lĩnh, dung tâm đề phòng nàng ca, chờ đến mặt làm, chạy nhanh đem họa thu hồi lui tới phòng ngủ chạy, thanh thanh, đêm nay thượng ta cùng ngươi ngủ. Bên phải kia gian là ta phòng ngủ, được rồi hình lão thái thái cười mị mắt văn bác hiện tại cao hứng đi nhìn một cái ngươi dạy thật tốt dung văn bác thỏa thuê đắc ý còn muốn khiêm tốn một câu cũng là thanh thanh chính mình có thiên phú lại chịu nỗ lực đổi thành mặt khác hài tử nhiều năm như vậy không có lão sư đốc xúc chỉ sợ đã sớm đem ta giáo đã quên lâm ngọc đi phòng bếp nhìn thoáng qua bếp thượng canh thuận tiện bưng bàn cắt xong rồi trái cây ra tới cha mẹ tới ai một quý cùng vương thải hà đi ở phía trước ôn gia hai vợ chồng già đi ở phía sau mặt sau cùng là một kế quân phu thê cùng đi đường thập khiển một kế binh hai vợ chồng vương xuân linh cười cùng dung văn bác hỏi thanh hảo ta cùng kế quân buổi sáng trở về tranh nhà mẹ đẻ không nghĩ tới ngày đã tới sớm biết rằng chúng ta liền không quay về ngài lão mấy năm nay quá nhưng hảo hảo đâu ta coi các ngươi cũng quá không tồi nhờ ngài lão phúc nhà ta lão đại năm đó đã bái sư phó đương công nhân năm trước thi vào đại học đọc sách đi Ta đỉnh lão đại công tác, hiện tại quá nhân hảo, vương xuân linh ngữ khí cung kính, nói chuyện đặc biệt dễ nghe, dung văn bác nghe thẳng gật đầu, một gia lão đại một nhà là nhớ người tốt. Vương Thải Hà lôi kéo Lý Oánh cấp giới thiệu, hình gia cùng Vân Gia Nhân đã gặp qua, lúc này cấp giới thiệu dung văn bác một nhà, ông Minh Đức thái độ ôn hòa, cùng dung văn bác đáp thượng lời nói, nương hỏi Hong công bên kia sinh hoạt, mở ra máy hát. Dung văn bác biết gì nói hết, mọi người đều nghe nhập thần trong nhà có tiểu ô tô, thật nhiều nhân gia gia đều có tủ lạnh, tivi như vậy đại kiện nhi, mà đều là nền xi măng, bờ bên kia nhật tử xác thật so bên này quá hảo. Hình định nam cùng tưởng hàm hai vợ chồng tan tầm trở về, cười nói, chúng ta hiện tại cũng bắt đầu phát triển, sớm muộn gì quá thượng giống nhau ngày lành, đúng vậy, chúng ta phải có chí khí, chúng ta thế hệ trước đem ngoại địch từ chúng ta thổ địa đuổi ra đi, các ngươi trẻ tuổi, liền phải gánh vác khởi phát triển trọng trách, ngài yên tâm, chúng ta già rồi thanh thanh này đồng lứa lại trường đi lên các nàng đọc sách nhiều có văn hóa đầu óc lại hảo chúng ta tổng hội có đuổi kịp và vượt qua một ngày nói rất đúng một thanh yên lặng sau này lui một bước đừng nàng không dám nói lời này nàng là cái không còn dùng được dung niệm gia tiến đến một thanh bên người xuống đất làm việc ngươi không được đi nhà xưởng đi làm ngươi khẳng định không vui tốt nghiệp đi đơn vị ngồi văn phòng đi đạo lý đối nhân xử thế ngươi khẳng định cũng không thích ngươi nếu muốn vì quốc gia làm cống hiến, ta cho ngươi chỉ một cái kiếm ngoại hối lộ, ngươi đối ta nhưng thật ra rất hiểu biết, hắc hắc, đều là nghe ta tiểu thúc nói, ta tổng kết một chút, ta xem ngươi chính là muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi, ăn cơm trước, Mục thanh mới nói, quay đầu lại ngươi cho ta giới thiệu giới thiệu ngươi tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý, hảo, chờ chính là nàng những lời này, giữa trưa là cơm nhà, buổi tối chính là bữa tiệc lớn, Lâm Ngọc bắt đầu còn tưởng rằng buổi tối ăn cơm người già nhiều, một nồi to dưỡng sinh canh, một nồi to củ cải chua lão vịt canh ăn không hết, không nghĩ tới cuối cùng một chút canh cũng chưa dư lại, chuẩn bị mặt khác đồ ăn cũng đảo qua mà quan, dung niệm gia đánh cái no cách, thoải mái, mùa hè trời tối vãng, ăn cơm xong cũng không sốt ruột trở về, ôn minh đức phu thê lượt ngồi ngồi mới chậm rãi xuống núi, vương thải hà đi ở phía sau, lão tam ngươi sáng mai đi, ân, ừ, nam Quảng còn có công tác, chậm trễ không được. Vậy ngươi sớm chút trở về đi, chờ thêm năm lại trở về ai, Lâm Ngọc cùng một Thanh muốn ở trong nhà nhiều trụ hai ngày, sáng sớm hôm sau, một kế đông đáp hình định nam xe đi trong huyện, dung tâm ở nhà ái ngủ nướng, ở một gia không hảo quá thả bay, buổi sáng nghe được bên ngoài có động tĩnh liền đi theo rời giường ăn cơm sáng, lúc này lại mệt nhọc, Lâm Ngọc là cái sủng hài tử người, kêu dung tâm trở về bổ cái giác, Lâm gì ta đi ngủ lạp, đi thôi, giữa trưa kêu ngươi ăn cơm, dung niệm gia vô tâm tư ngủ. Vội vàng cùng một thanh bộ quan hệ. Một lòng tưởng Mục Thanh cùng hắn ký hợp đồng, cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Mục Thanh thông dong niệm ra nơi đó biết họa gia từ không xu dính túi đến triệu người truy phủng chính là như thế nào nâng lên tới, nàng đối danh khí không có gì cảm giác, nhưng là có thể kiếm tiền, nàng liền nguyện ý thử xem. Nàng có tiền là có tiền, nhưng là ai còn ngại tiền nhiều a. À? Chương 105. Ở trong nhà ở hai ngày, Lâm Ngọc bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị đi Nam Quảng. Vương Thải Hà cấp chuẩn bị rất nhiều thổ sản vùng núi cắt miếng phơi khô giả củ mài nấm từ từ lần này đi nam quảng ngồi dung da xe đi phương tiện mang đồ vật cha mẹ chúng ta đi trước trên đường chú ý an toàn hảo dung niệm gia lái xe một thanh ngồi ở ghế phụ ánh mắt vẫn luôn dừng ở tay lái thượng ngươi muốn học lái xe tưởng ta còn tưởng mua xe đáng tiếc hiện tại cá nhân không có xe ta có tiền đều mua không được muốn xe còn không đơn giản quay đầu lại ta từ hồng kông cho ngươi lộng một chiếc lại đây đặt ở công ty danh nghĩa, ngươi tùy tiện cầm đi khai. Dung Niệm gia hào phóng thật sự, vậy cảm ơn. Dung Văn Bác cười ha hả, một chiếc xe mà thôi, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, cùng hắn nói lời cảm tạ làm cái gì? À, đúng đúng đúng, ngài nói đều đối. Dung Niệm gia ngoan ngoãn mà nghe, một câu đều không nghĩ phản bác. Lâm Ngọc Nha, chờ thanh thanh quá xong sinh nhật, ngươi cùng ta hồi một chuyến thượng hải, biết đi xa hỏi qua. Nhà chúng ta ở tân giả nhà cũ còn đã trở lại, nhà ngươi phòng ở cũng giống nhau, ngươi là lâm gia chủ hộ, muốn đi làm cái thủ tục, nghe dung thúc, từ mấy năm trước cùng khuê nữ cùng nhau trở về một chuyến nhà cũ, đem có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật đều mang về tới sau, lâm ngọc đối thượng hải bên kia liền không như thế nào chú ý, mẹ, đến lúc đó ta cùng ngài cùng đi, hảo, dung niệm gia một bên lái xe một bên hỏi, ngươi mấy năm nay họa họa đều ở Nam Quảng bên kia tồn đi, ân. Đến lúc đó chúng ta đi Thượng Hải thời điểm đem ngươi họa tuyển một ít mang đi, đến lúc đó khai triển lãm tranh dùng thượng, dung niệm gia trong lòng đã có liên tiếp là một thanh thành danh thành cổ tay nhi kế hoạch, làm một cái triển lãm tranh nhưng yêu cầu không ít họa tác, đều ở trong nhà, đến lúc đó chính ngươi đi tuyển. Dung văn bác vội vàng nói, trước làm ta tuyển, ta muốn tuyển một ít tức chứa, dung niệm gia không vui, tiểu thúc, tốt đều kêu ngươi tức chứa, ta đến lúc đó làm sao bây giờ, ta trước tuyển tuyển ngươi lại cầm đi triển lãm nhưng là ngươi muốn tiêu hảo đều thị phi bán phẩm triển lãm xong ngươi cho ta đưa về tới tiểu thúc ngươi yên tâm khai triển lãm tranh thôi khẳng định một bức họa đều không bán đồng giá cách cao lại nói hồng kông bên kia công ty đã thực thành thục dung niệm gia chuẩn bị hồi thượng hải đã kêu bên kia chuẩn bị tốt nắm chặt thời gian mang một thanh đi một chuyến hồng kông trước lộ cái mặt đem triển lãm tranh làm sự tình phía sau hắn lại chậm rãi thao tác tính tính toán thời gian còn thực khẩn trương, chờ mục thanh quá xong sinh nhật, mười hào tả hữu phải xuất phát đi Thượng Hải, hoắc dung thời đã về nhà vài thiên, cả ngày ngóng trong mục thanh trở về, hắn ba đều xem bất quá mắt, đem người đuổi tới bộ đội đi hỗ trợ huấn luyện tân binh, đoàn trưởng, ngài có thời gian lại đây, Kim Sơn, các ngươi dám ra nhiệm vụ trở về, vừa trở về, đại cao cái vào núi, lùng cái sông biển, còn có đoạn quá chân Trần Khang, trước kia đều là hắn thủ hạ người hắn đi đọc trường quân đội sau, này ba người từ mặt khác đoàn trưởng mang theo, năm nay Kim Sơn thăng chức đương doanh trưởng, trụ vào quân khu đại viện. Đoàn trưởng, ta tức phụ nhi nghe đại viện lão nương nhóm nói, ngươi cùng một phó sư trưởng gia cô nương ở xử đối tượng, ai nói? Hoắc dung thời nhướng mày, chuyện này hai nhà nhân tâm biết rõ ràng, một câu không ra bên ngoài lậu, người ngoài làm sao mà biết được, hắc, nghe Trương Thâm nói. Trương tư lệnh gia cùng các ngươi hai nhà quan hệ hảo, các ngươi vẫn là một khối lớn lên tình cảm, lời hắn nói có thể có giả, hoắc dung thời âm thầm cắn răng, tiểu tử này, đoàn trưởng, ngươi nói một chút sao, thiệt hay giả. Đại nam nhân cũng thích nghe bác quái, thật sự, sông biển nhạc nở hoa, chúng ta ba cái đều cảm thấy là thật sự, một đoán một cái chuẩn, đoàn trưởng, khi nào làm hỷ sự này. Nhớ rõ mời chúng ta uống rượu mừng, đúng đúng đúng, chúng ta quá mệnh giao tình, ngày kết hôn chúng ta khẳng định đến. Hoắc Dung thời cười nói, muốn làm hỷ sự này, đến lúc đó khẳng định thỉnh các ngươi. Các ngươi đi về trước tắm rửa một cái đổi thân sim y đi, ở rừng cây đãi hơn phân nửa tháng người đều xuống, hắn liền không nghĩ tới cùng nàng bên ngoài người kết hôn, không phải nàng, còn có thể là ai, một đường từ một gia thôn lái xe đến Nam Quảng, một thanh biên học biên luyện tập, thực mau học xong lái xe, cùng Dung niệm gia, Dung tâm hai anh em đổi lái xe, hoặc Dung thời sinh nhật ngày đó đuổi tới gia, tịch một tiếng, vang lên quang cửa xe thanh âm, nha, nhà, nhà ngươi ở Nam Quảng Phòng ở cùng một gia thôn giống nhau như đúc ha, một thanh lấy chìa khóa mở cửa, dung niệm gia cái thứ nhất vào cửa, chuyển động một vòng, vẫn là có chút không giống nhau, khí hậu không giống nhau, nhìn một cái tiền viện hoa cỏ cây ăn quả, hậu viện đất trồng rau, cùng một gia thôn so sánh với, lớn lên phá lệ tươi tốt chút, Lâm Ngọc cười nói, ngủ vẫn là đi theo gia thời điểm giống nhau, tâm tâm cùng thanh thanh ngủ. Niệm gia bồi dung thúc trụ Tây Sương không thành vấn đề. Dung tâm chạy tới hậu viện đất trồng rau, lâm gì, chúng ta giữa trưa ăn rau hẹ bánh trứng được chưa, như thế nào không được, muốn ăn nhiều ít chính mình xuống ruộng cắt, lưỡi hái ở phòng bếp trên cửa sổ treo. Ai, dung tâm ái xinh đẹp ái trang điểm, càng thích ăn, mấy ngày nay đi theo lâm gì ăn quá thật tốt ăn đồ vật, ăn ngon miệng nhi càng thêm thèm, khuôn mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được mà béo, còn không được người ta nói, dung tiểu béo, ngươi không sai biệt lắm, vừa đến gia liền theo dõi ăn, nói ra đi gọi người chê cười, dung tâm đôi tay chống nạnh, trừng qua đi, trong nhà đều là người một nhà, ngươi không nói đi ra ngoài, có ai biết, sách, trong nhà thật đúng là không phải chỉ có người một nhà, hoặc dung thời mới từ bộ đội trở về, nhìn đến một gia đại môn hờ khép, nghĩ đến vừa rồi ở văn phòng còn nhìn đến một thúc, có ai ở nhà, hắn vội vàng đi tới, liền nhìn đến một đôi dung mạo xuất sắc hai anh em ở lẫn nhau dỗi, ngươi là nói, tới tìm ai dung tâm trên dưới đánh giá hoắc dung thời một phen, trên mặt đều là hãng, trên người quân lục sắc huấn luyện phục cũng dơ hề hề, nhưng là đi, nhìn đặc biệt có nam nhân mùi vị, dung tâm ở trong lòng thổi cái huyết sáo, nhìn một cái kia eo, kia bả vai, cánh tay thượng cơ bắp, thật nam nhân, một thanh ở thư phòng, từ cửa sổ chỗ đó vương cái đầu, tìm ta, hoắc dung thời mỉm cười gật gật đầu, xin lỗi không tiếp được, dung tâm tiếc nuối mà lắc đầu, tiểu tỷ muội đối tượng, không hảo xuống tay dung niệm gia đẩy nàng một chút, ngươi không thích ngươi kia cao gầy đến cùng cái cây gậy trúc nhi dường như giáo thảo, dung tâm thở dài, trước kia không hiểu chuyện, hiện tại cảm thấy, vẫn là có cơ bắp nam nhân hảo, thiết, ngươi chính là cái tam tâm nhị ý, ta nhìn thấu ngươi, hai anh em vai sát vai, ăn ý mà đôi tay ôm ngực, duỗi dài cổ xem náo nhiệt, đáng tiếc, cửa sổ đều là hờ khép, bọn họ đứng ở trong viện gì cũng nhìn không tới. Hai người các ngươi không đi phòng bếp hỗ trợ, đứng ở nơi này làm gì đâu, thấy rõ thanh đối tượng, hai người vào nhà, đã lâu đều không ra. Dung niệm gia lén lúc mà chơi xấu, có nói cái gì không thể ở trong sân nói, một hai phải đi trong phòng. Dung văn bác sinh ký, đem người kêu ra tới, ngài đừng nóng giận, ta hiện tại liền đem người kêu ra tới. Dung niệm gia liền chờ những lời này đâu, sân liền lớn như vậy, cửa sổ còn không có quan kính mít, trong phòng hai người liếc nhau, hoặc dung thời chủ động mở cửa, nha, chính mình ra tới nha dung niệm gia cười hắc hắc thanh thanh muội muội không cho ca ca giới thiệu giới thiệu hoắc dung thời đối ca ca này hai chữ thập phần mẫn cảm này tiểu nha đầu lại từ nơi nào nhận cái ca ca một thanh lôi kéo hoắc dung thời qua đi cho hắn giới thiệu dung gia gia sau đó mới là dung niệm gia huynh muội hai dung gia gia hảo ta kêu hoắc dung thời dung gia gia kêu ta tiểu hoắc liền hảo dung văn bác đến cái này số tuổi lại kinh như vậy nhiều phập phập phồng phồng cái dạng gì người hắn đều gặp qua Hắc Dung thời tiểu tử này, không kém, người này lớn lên hảo, ánh mắt thanh chính, trên người có một cổ chính khí. Chợt vừa thấy, Dung Văn Bác chọn không ra tật xấu, trong lòng có chút không cao hứng, ngươi là thanh thanh đối tượng, hiện tại còn không phải, hai chúng ta nói tốt, chờ thanh thanh sau khi thành niên lại xử đối tượng, cũng chính là ngày mai chuyện này, một thanh biểu môi, không vạch trần hắn, lúc trước hắn nói chính là ưu tiên xếp hàng tới, người này hiện tại lá gan lớn, biết trộn đổi khái niệm nhà ngươi ba mẹ biết không? bọn họ nói như thế nào, đương nhiên đều biết, bọn họ đều thực thích thanh thanh. nói đến nơi này, nhưng gia thái độ bày ra tới, dung văn bác cũng không hảo quá mức khắc nghiệt. lâm ngọc trên eo bó tạp về ra tới, cười nói, tiểu hoắc tới, hôm nay ngươi ăn sinh nhật, như thế nào còn đi bộ đội huấn luyện, không có việc gì. tiểu sinh ngày, nhà ta cũng chưa từng có sinh nhật thói quen, buổi chiều nghỉ ngơi không? nghỉ ngơi hắn trong chốc lát trở về liền cùng hắn ba xin nghỉ đi vậy ngươi buổi chiều lại đây chơi này hai cái xem như nhà ta con cháu về sau thường xuyên qua lại gặp mặt thời điểm nhiều lắm đâu nghe lâm a di dung niệm gia cười tủm tỉm mà nhón chân leo lên hoắt dung thời bả vai huynh đệ buổi chiều chúng ta đi chỗ nào chơi vào núi đi săn nam quảng huyện liền lớn như vậy dung niệm gia vừa thấy chính là thành phố lớn tới người tổng không thể dẫn hắn đi đơn sơ rạp chiếu phim xem điện ảnh đi Dung niệm da mắt sáng rực lên, ta xem hành. ở một gia thôn thời điểm hắn liền tưởng lên núi đi săn, không ai bồi hắn đi, liền không đi thành. Hoắc Dung thời phải về nhà ăn cơm. Lâm Ngọc lưu hắn, liền ở trong nhà ăn cơm đi. trong chốc lát đi theo ngươi gia gia nãi nãi nói một tiếng, nói ta lưu ngươi ăn cơm, cảm ơn Lâm A Di. Hoắc Dung thời về nhà tắm rửa thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Tạ Quế Trân kêu hắn chạy nhanh ngồi xuống phòng bếp. Hoắc Dung thời cười giải thích một câu, liền đi rồi hoác lão gia tử rất cao hứng, này tương lai mẹ vợ, xem con rể rất thuận mắt sao, hoác lão thái thái đi theo cười, nhà bọn họ tới cái trưởng bối, buổi chiều không có việc gì ngươi đi xem, thỉnh người tới trong nhà ngồi ngồi, trước khi nghe rõ thanh nói, giáo nàng vẽ tranh, đọc sách, chơi cờ, đánh đàn, đều là này một vị, khi chúng ta nhưng phải gặp một lần, ăn cơm trưa, dung niệm gia huynh muội hai mang lên cung tiễn thúc dục hoác dung thời xuất phát, mục thanh cũng đi theo đi. Dung văn bác ngủ trưa lên, hoác gia hai vợ chồng già lại đây tìm hắn nói chuyện, hoác lão gia tử có kiến thức, dung văn bác cũng không phải người bình thường, hai người thật đúng là có thể cho tới một chỗ đi, liêu vui vẻ, hoác lão gia tử thỉnh hắn đi trong nhà uống trà, dung văn bác vui vẻ đi trước, thấy hoác gia trưởng bối, dung văn bác cũng không nóng nảy đi, chờ đến chạng vạn, hắn còn muốn gặp thấy hoác gia đương gia người, một kế đông không biết tức phụ nhi trở về đích xác thiết ngày, giữa trưa cơm liền ở nhà ăn giải quyết chạng vạn tan tầm về nhà mới biết được khuê nữ cùng tức phụ nhi đã trở lại, hoắc dung thời kia tiểu tử, biết các ngươi đã trở lại, cũng chưa nghĩ cho ta báo tin, Lâm Ngọc cười nói, buổi chiều mang theo niệm gia cùng tâm tâm lên núi chơi đi, nơi nào có rảnh cho ngươi báo tin, người đâu, còn không có trở về, phỏng chừng là niệm gia chơi thật là vui, không khẳng định về nhà, Lâm Ngọc thật đúng là nói đúng, buổi chiều hoắc dung thời mang theo người lên núi, bắt đầu đi săn còn chơi hảo hảo dung niệm gia biết nghe nói trong núi có cá, muốn đi xem, đến, này một buổi chiều liền không có, chờ đến sắc trời mau đen, hoắc dung thời bọn họ bốn cái mới về đến nhà, buổi tối không ở nhà ăn cơm, hoắc gia mời khách, thuận tiện cấp hoắc dung thời chúc mừng sinh nhật, thỉnh một gia người đi trong nhà ăn cơm chiều, bọn họ mang về tới cá cùng gà rừng, đại trời nóng không hảo phóng, Lâm Ngọc cùng tạ Quế Trân hai cái gia đình bà chủ chạy nhanh thu thập ra tới, cấp làm chính, chờ cơm công phu, Hoắc Dung thời cùng Mục Thanh hai người ở trong sân tản bộ, Mục Thanh hỏi hắn nghĩ muốn cái gì dạng quà sinh nhật, trong bóng đêm, Hoắc Dung thời ánh mắt nóng rực, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì, Mục Thanh thẹn thùng mà không nói chuyện, một trương ửng đỏ mặt giấu ở trong bóng đêm, ngươi có cho hay không, sau một lúc lâu, Mục Thanh mới nhỏ giọng nói câu, hành đi, Hoắc Dung thời nhịn không được ôm chặt nàng, Mục Thanh cấp chụp hắn cánh tay, kêu ta ba bọn họ thấy được, hắn thanh âm ở nàng bên tai vang lên, không sợ trong viện lại không có đèn, bọn họ nhìn không tới, hắc hắc, ta nhìn đến lạp, một thanh bị kinh tới rồi, chạy nhanh đẩy ra hoắc dung thời, giấu đầu lòi đuôi mà ho khang một tiếng, kéo kéo vạt áo, dung niệm gia đem quấy rối muội muội lãnh đi, đi rồi hai bước quay đầu lại nói, các ngươi muốn ôm liền ôm, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến, không thấy được liền quái, thành thục về thành thục, hai đời lần đầu tiên yêu đương, bị người đương trường đánh vỡ. Mục Thanh vẫn là thật ngượng ngùng, Thanh Thanh, ăn cơm người đâu, nhìn đến Thanh Thanh không có, nghe được mẫu thân ở kêu nàng, Mục Thanh làm tốt tâm lý xây dựng nhất chân hướng trong phòng đi, Hoắc Dung Thời đi theo bên người nàng, Mục Thanh trong lòng cấp, đẩy hắn một phen, ngươi đừng đi theo ta, chờ ta đi vào ngươi lại đi vào, hảo đi. Hoắc Dung Thời bất đắc dĩ, Dung Tâm vỗ vỗ bên cạnh ghế dựa, Thanh Thanh mau tới, ngồi ta nơi này, Dung Tâm vẻ mặt cười xấu xa, Mục Thanh nghĩ nghĩ, ngồi vào cha mẹ bên người, a à, Dung tâm thất vọng, ngươi như thế nào không cùng ta ngồi, ngươi có phải hay không không thích ta, dung niệm gia nhỏ giọng cảnh cáo, đừng đậu thanh thanh, tiểu tâm có người mang thù, ai, dung tâm quay đầu, nhìn đến đứng ở cửa hoắc dung thời, một mũi tên xuyến hai chỉ gà rừng nam nhân không thể treo vào. Ngoan ngoãn tâm miệng, hoắc dung thời sinh nhật, càng như là hai nhà người chính thức gặp mặt tụ hội, hoắc gia người thái độ đặc biệt tích cực, hoắc lão thái thái liên tiếp mà cấp một thanh gấp đồ ăn thật là gánh nặng ngọt ngào. Trong chén thật nhiều thịt, Mục Thanh thật sự ăn không hết, Hoắc Dung thời mặt không đỏ tim không đập, thừa dịp đại gia không chú ý, đem hắn không chén đổi cấp Mục Thanh, Mục Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ồn ào ăn không vô, lúc này còn đi thịnh một chén rau dưa canh uống, Mục Thanh sinh nhật liền vào ngày mai, Hoắc lão thái thái hỏi muốn hay không đại làm, rốt cuộc hài tử thành niên, Lâm Ngọc ý tứ, vẫn là đừng làm, quân khu đại viện nhà khắc hài tử thành niên, cũng chưa nói mời khách ăn cơm bọn họ quá độc đáo không tốt lại nói hài tử đến số tuổi phỏng chừng mấy năm nay liền phải kết hôn đến lúc đó còn muốn mời khách lúc này không nóng nảy ngày mai chạm vạn nhà ta mời khách các ngươi buổi tối tới trong nhà ăn cơm chúng ta nhất định đến một gia mời khách không chỉ có là thỉnh hoắc gia còn thỉnh trương gia cùng trần gia một thanh đồ ăn là có tiếng hảo lâm ngọc mở miệng mời khách kia khẳng định là cả nhà đều phải đến nửa buổi chiều trương thâm ôm khuê nữ đi một gia, tới tới tới, có một cái tính một cái, một người ôm nửa giờ, ai gặp thì có phần, một thanh cười nói, ngươi đây là tới ăn cơm, vẫn là kêu chúng ta cho ngươi mang hài tử, ha ha ha, đương nhiên là đều phải, này tiểu nha đầu đừng nhìn nho nhỏ một cái, khóc lên thời điểm, thật là hống đều hống không được, ngươi cùng hoắc dung thời sớm muộn gì có như vậy một ngày, sớm một chút thói quen thói quen, một thanh yên lặng mà nắm lấy tay, nàng tay trái ngón áp út thượng, mang làm một cái tố bạc vòng, hoắc dung thời buổi sáng đưa tới, chết sống quấn lấy nàng muốn nàng mang, nói đây là bọn họ xử đối tượng chứng minh, hai người bọn họ tâm ý tương thông, tuyệt không sẽ chơi lưu manh, đều có kết hôn ý tưởng, hắn cấp đính ước tính vật, nàng cũng liền cam chịu, một thanh không thích mang trang sức, giữa trưa cơm ăn thời điểm, lượng ra tay thượng nhẫn, cả nhà đều biết là chuyện như thế nào. Buổi chiều Hoắc Dung thời tới trong nhà hỗ trợ hái rau, Lâm Ngọc kêu tiểu Hoắc thời điểm kêu đến đặc biệt thân thiết, thân nhi tử cũng cứ như vậy. Quân lộ chờ đến Trương Ngọc mới tan tầm về nhà thay đổi quần áo mới cùng nhau lại đây, vừa vào cửa liền cười, thanh thanh cùng tiểu hoắc đâu, ở hậu viện hỗ trợ làm việc đâu, đang cùng tạ Quế Trân nói chuyện Giang Sang cười khích lệ nói, tiểu hoắc thật cần mẫn, so với ta gia Trần Ngọc thụ khá hơn nhiều, nha, rất có đương con rể tự giác sao, lời này vừa nói ra, mọi người đều nở nụ cười, chương 106, hôm nay tới người nhiều, một bàn ngồi không dưới, Mộc Thanh cùng Dung gia huynh muội, Trương Thâm cùng Thẩm Viên hai vợ chồng ngồi một bàn, Hoắc Dung thời cũng lại đây dựa gần nàng ngồi, uống trước canh, ân, nửa chén. một Thanh cầm chén đưa cho hắn, hôm nay nàng ăn sinh nhật, giống như hắn so nàng bản nhân còn vui vẻ, Dung niệm gia cười nói, "Tiểu Hoắc nha, ngươi có phải hay không phải gọi ta một tiếng ca, ngài là Thanh Thanh ca, cũng là ta ca, về sau còn xin cho nhị ca chiếu cố nhiều hơn, ha, tiểu tử ngươi thượng nói." Dung Tâm vội vàng nói, "Còn có ta." Mục Thanh cười cho nàng gấp đồ ăn, "Ăn đi ngươi." Dung Tâm hừ nhẹ một tiếng, này liền giúp đỡ hắn, Hoắc Dung thời cười hô thanh tâm tỷ, "Các ngươi có rảnh nói, quá mấy ngày cùng chúng ta đi Bắc Kinh chơi." Dung Niệm gia lắc lắc đầu, "Lần này đi không được, quá mấy ngày chúng ta muốn đi Thượng Hải, còn phải nắm chặt thời gian hồi một chuyến Hồng Kông, thời gian thẩn trương." Mục Thanh uống lên khẩu canh, mới nhớ tới, quên cùng Hoắc Dung thời nói nàng muốn đi Thượng Hải sự tình khi nào đi, mười hào tả hữu đi, vậy ngươi không cùng ta cùng đi Bắc Kinh, chỉ sợ không thể, một thanh đặt ở cái bàn phía dưới tay, lặng lẽ lôi kéo hắn vạt áo, hống hắn, ta cho ngươi mang lễ vật, hoắc dung thời ánh mắt thâm trầm, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hắn là thiếu lễ vật người sao, một thanh nhướng mày, nha, hôm nay mới vừa xác nhận quan hệ, này nam nhân sẽ cùng nàng sinh khí, không biết hắn là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí, ăn cơm chiều. Đại gia ở trong sân nói chuyện nói chuyện phiếm, một thanh lôi kéo hoắt dung thời đi gác mái xem ngôi sao. Trên gác mái không có ánh đèn, lầu một dưới mái hiên về điểm này mờ nhạt ánh đèn căn bản chiếu không tới trên lầu. Trong bóng đêm, một thanh còn đang suy nghĩ như thế nào hống hắn, hắn một động tác đem nàng đổ ở góc tường chỗ, ngón tay nhéo nàng cầm, hôn lên tới. Mùa hè gió đêm mát lạnh, thổi không tiêu tan hắn nóng trực hơi thở, một người thô nặng hô hấp dẫn dắt một người khác, một thanh bị thân đầu ngất đi, không tự giác mà hướng trên người hắn dán. Không nhận thấy được cái này nàng nhận thức mười mấy năm nam nhân giờ phút này càng ngày càng nguy hiểm, chờ nàng nhận thấy được không thích hợp, Hoắc Dung thời buông ra nàng eo, một tay chống ở nàng đỉnh đầu trên tường, ý đồ điều chỉnh chính mình hô hấp. Trong đêm đen, một thanh mặt đỏ lên, nhịn không được đôi tay phủng gương mặt, ngồi xổm trên mặt đất. A, à, quả thực quá cảm thấy thẹn, xác định quan hệ ngày đầu tiên cứ như vậy, đặt ở trước kia nàng sợ là phải bị chọc tới trong lòng heo. Hoắc Dung thời cười, trầm thấp tiếng cười hỗn loạn một loại nói không nên lời khàn khàn mê người. Hắn không lưng sờ sờ tiểu cô nương đầu, đừng sợ, người trong nhà đều ở dưới lầu, ta không dám bắt ngươi thế nào. Một thanh miệng cọp gan thỏ hung trở về, bọn họ không ở ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao, ân, ừ, ta là như thế này tưởng, ngươi nếu là cảm thấy không tốt, chúng ta trước lãnh chứng đi, lãnh chứng làm gì đều hợp pháp hợp quy. Một thanh kiều hừ một tiếng, người này lại tưởng dụ hống nàng, nàng mới không mắc lừa đâu, tuy rằng vừa rồi nàng cũng rất nguyện ý, vừa rồi ngươi là cố ý tức giận có phải hay không? Liền chờ ta hống ngươi, chui đầu vô lưới, ta thanh thanh vẫn là như vậy thông minh, trên mặt mới vừa đi xuống độ ấm, còn một chút lại trướng đi lên, cái gì kêu ta thanh thanh, là thanh thanh vẫn là khanh khanh, xấu hổ buồn bực chỉ không lâu sau, hai người quá quen thuộc, lại có như vậy lớn lên thời gian làm chuẩn bị tâm lý, hiện tại xác nhận quan hệ sau, bởi vì lần này hôn môi hai người lập tức tìm được rồi bằng hữu cùng tình nhân chi gian bất đồng cảm giác, hôn cũng hôn rồi, ấp ấp ôm ôm có thể đi, hai cái tình yêu cùng nhiệt người trẻ tuổi, liền cùng liên thể anh dường như ôm không bỏ, Mục Thanh phát hiện chính mình nguyên lai cũng rất sẽ làm nũng, hoặc dung thời phi thường hưởng thụ, quan hệ thay đổi làm hắn thấy được người trong lòng bất đồng mặt khác một mặt. Hận không thể đêm nay thượng liền không đi rồi, dung khi ngươi ở đâu, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi về mau đến hóa gia hai vợ chồng già thời gian nghỉ ngơi tạ quế trân vừa rồi tẩn cố nói chuyện lúc này chuẩn bị phải đi lúc này không thấy được nhi tử vội vàng hô một tiếng trong bóng đêm hai người lưu luyến mà tách ra hoắc dung thời nắm nàng xuống lầu đi đến dưới lầu mới buông ra tay một kế đông hung hăng trừng mắt nhìn hoắc dung thời liếc mắt một cái hoắc dung thời cười hô thanh một thuốc lâm ngọc lôi kéo một kế đông cười tiễn khách người ra cửa một bên dung niệm gia sách nói gia mặt thật hậu ha dung tâm sở trường quải thọc hắn, kêu hắn tâm miệng, ngươi thọc ta làm gì, da mặt dày, ăn đến đủ. Chúng ta ba giáo, kêu ta cùng đại ca da mặt dày điểm, cũng không đến mức hơn 20 tuổi còn tìm không đến đối tượng, một thanh cười khẽ, hoắc dung thời da mặt, xác thật là so nàng trong tưởng tượng hậu, ngày hôm sau buổi sáng, mới vừa ăn cơm sáng. Hoắc Dung thời tới trong nhà tiếp nàng, nói ngày hôm qua không rảnh, hôm nay các nàng đi chụp ảnh quán chụp ảnh, Dung Tâm vội vàng nói, ta mang theo camera, ta cho các ngươi chiếu, không phiền toái, chúng ta đi chụp ảnh quán chiếu, phương tiện tẩy ảnh chụp, một thanh xuyên một thân tiên nữ dường như váy trắng ra tới, đi thôi, dung niệm gia nhìn hai người bóng dáng, đối lâm gì nói, may mắn hoắc dung thời đến chậm một bước, hắn muốn lại sớm một chút, gặp phải một thuốc, khẳng định muốn tao xem thường, lâm ngọc cười nói, các ngươi một thúc chính là trong lòng không thoải mái, đối tiểu hoắc kỳ thật không có gì ý kiến, chờ về sau hắn tưởng thai thì tốt rồi. Hơn nữa, tiểu Hoắc xác thật là cái tốt con rể người được chọn, về sau khuê nữ kết hôn, trụ cũng gần. Tối hôm qua thượng bọn họ hai vợ chồng đều thương lượng hảo, chờ khuê nữ kết hôn, bọn họ phu thê liền dọn đến quân khu đại viện trụ, như vậy cùng hoác gia đương hàng xóm, khuê nữ đi hai bước là có thể về nhà mẹ đẻ. Mục Thanh cùng Hoắc Dung thời đứng chung một chỗ chụp ảnh thời điểm, nhớ tới bọn họ lần đầu tiên chụp ảnh, lần đó có Trương Thâm, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, bọn họ chụp chụp ảnh chung, còn chụp đơn người chiếu, Mục Thanh quay đầu xem hắn, hắn cũng quay đầu xem nàng. Năm đó, bọn họ chụp như vậy một trương chụp ảnh chung, các ngươi hai cái trạm hảo, vừa rồi kia trương đều chụp hỏng rồi. Chụp ảnh sư phó vội vàng hô một tiếng, hai người nhìn nhau cười, Hoắc Dung thời nói cùng năm đó giống nhau nói, sư phó, không chụp hư, này một trương chúng ta muốn, hai người cùng đi chụp ảnh, xem điện ảnh, tản bộ, huyện thành nơi nơi đều có người, không quá phương tiện sau lại, hoắc dung thời mỗi ngày đều nghiêng địa hình nhi đi một gia tìm một thanh, ước nàng đi trên núi đi săn, đi săn là giả, tiểu tình lữ dắt tay tản bộ hôn môi là thật sự, từ bằng hữu đến tình lữ, bất quá mấy ngày thời gian, hai người rơi vào cảnh đẹp, đáng tiếc, một thanh muốn đi theo mẫu thân đi Thượng Hải, hoắc dung thời lưu luyến mà đưa một thanh đi, một thanh lên xe trước nhỏ giọng nói một câu, ngươi đi Bắc Kinh chờ ta, ta thực mau trở về, vậy ngươi sớm một chút, ân ân, xe đi rồi, Hoắc Dung Thời còn đứng tại chỗ, bị Trương Thâm cười nhạo vì vọng thê thạch, không đúng, ngươi tương lai cha vợ khẳng định sẽ không cấp sổ hộ khẩu, các ngươi này một đôi còn có chờ, ngươi muốn làm vọng thê thạch đều còn không đảm đương nổi, đâu giống ta nha, Trương Thâm nói nói liền đắc ý lên, đi ngươi. Hoắc Dung Thời cười mắng một câu, đến Thượng Hải lúc sau, Hoắc Niệm Gia đem xe khai tiến một cái cây xanh thành bóng trâm tiểu khu, ngừng ở một căn nhà kiểu Tây bên ngoài, tới rồi, xuống xe đi dung tâm lôi kéo một thanh, cùng ta trụ vẫn là chính mình trụ, dung gia này một căn nhà kiểu Tây có ba tầng, phòng không ít, một thanh liền tưởng chính mình một người trụ, ngồi xe vất vả, dung văn bác thân thể không thoải mái, lâm ngọc dìu hắn vào cửa, lo lắng nói, nếu không tìm cái đại phu nhìn xem, dung văn bác xua xua tay, không cần, ta thân thể của mình ta biết, chính là mệt mỏi, ta cho ngài bắt mạch, hành nha, dung văn bác cảm thấy mới lạ, phía trước nghe nói thanh thanh học y, còn không có gặp qua nàng cho người ta xem bệnh. một thanh bắt mạch công phu còn không có trở ngại, đem xong mạch lúc sau, một thanh đối mẫu thân nói, không có gì vấn đề lớn, chính là tinh thần khí không tốt lắm, mẹ, cấp dung gia gia hầm một nồi dưỡng sinh canh đi, khi có thể, trong chốc lát chúng ta đi mua đồ ăn, trong nhà giúp việc vội vàng nói, trong nhà đồ ăn thực đầy đủ hết, ngài xem xem ngài yêu cầu chút cái gì, ta đi phòng bếp nhìn xem, trong phòng bếp xác thật là các loại mới mẻ đồ ăn đều rất toàn, gà mái già cũng có một con, nhưng là không có hầm dưỡng sinh canh yêu cầu gói thuốc, mẹ ngài đã quên. Ta trong bao có mấy cái gói thuốc, ngài chuẩn bị, Lâm Ngọc một phách cái trán ta đều cấp đã quên, thanh thanh ngươi đi cầm đi, ai, lúc này buổi chiều hai điểm nhiều chung, dung niệm gia đỡ tiểu thúc đi phòng ngủ nghỉ ngơi, chờ ngủ một giấc lên liền có dưỡng sinh canh uống, lúc này, dung gia đại nhi tử dung biết xa còn ở công ty công tác, còn không biết tiểu thúc bọn họ đã trở lại vốn dĩ hắn tính toán buổi tối ước một cái bằng hữu đi ăn cơm tây thuận tiện tâm sự công tác dung niệm gia lái xe đi công ty tìm hắn hôm nay buổi tối trong nhà có thứ tốt ăn đừng đi ăn kia cái gì thịt heo nơi không kính dung biết xa cởi bỏ cà vạt hướng văn phòng bên ngoài đi cùng người ước hảo nhân gia đang ở tới trên đường không hảo đẩy rớt ngươi thỉnh ai ngươi nhận thức lập cường công nghiệp hạ vĩ hạ ca nha không quan hệ dẫn hắn về nhà ăn cũng giống nhau ăn cơm các ngươi đi thư phòng liêu, dung biết xa dừng lại bước chân, nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì như vậy thèm ăn, ai nha, cùng ngươi nói không rõ, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Đúng rồi, lâm gì mang theo thanh thanh cùng chúng ta cùng nhau trở về, ngày mai chúng ta muốn đi tân giả nhà cũ nhìn xem, phỏng chừng hậu thiên muốn đi Hong Kong, Nga, một gia cùng lâm gì thế nào, khá tốt, có thể nói là phi thường hảo. Đi phía trước chúng ta không phải thảo luận quá sao, ta vẫn luôn cho rằng bọn họ chính là ở nông thôn trồng trọt, ai biết mục thúc hiện tại đã lên làm phó sư trưởng, lợi hại đâu, dung biết xa thực kinh ngạc, theo ta được biết, giống nhau nông dân muốn làm binh chính là phi thường không dễ dàng, mục thúc như thế nào lên làm binh. Còn lên làm phó sư trưởng, khi cái này lại nói tiếp lời nói liền dài quá. Chỉ có thể nói một thanh không hổ là chúng ta tiểu thúc nhắc mãi mười mấy năm người, kia đầu óc, thông minh đến không giống người bình thường, khi cô nương hiện tại đang làm gì gả chồng sao, không ai, năm nay mới đọc đại học, phải gã người còn sớm đâu. Nói đến nơi này, Dung Niệm Gia cười rộ lên, thanh thanh mấy ngày hôm trước mãn 18, nàng cái kia đối tượng đợi đã lâu mới chờ đến nàng thành niên, hai người cuối cùng có thể quan minh chính đại sử đối tượng, một thúc lão không cao hứng, tưởng kết hôn, tiếp tục chờ đi, hai anh em một bên nói một bên xuống lầu, hạ vĩ đã tới rồi, nha, Niệm Gia cũng ở, hạ ca hảo. Dung Niệm Gia đánh một tiếng tiếp đón, cười tủm tỉm mà leo lên hắn bả vai hạ ca hôm nay ngươi cùng ta ca đừng đi ăn cái gì cơm tây ta mang ngươi đi ăn một đốn tốt hành nha nghe ngươi chúng ta ca hai ăn cái gì đều được ha 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 ta liền biết hạ ca sẽ đồng ý hạ vĩ cùng dung gia huynh để quan hệ không phải nhất đẳng nhất thân cận nhưng là hai nhà ở sinh ý trong sân có hợp tác cũng coi như được với là người quen dung gia tới nội địa lúc sau hạ gia cũng trước sau gót chân tới Hạ Vĩ cùng Dung biết xa cái này nhị đại đương gia nhân lui tới đến liền càng thêm thường xuyên, thấy xe khai tiếng quen thuộc bóng râm nói, Hạ Vĩ cười nói, các ngươi hai anh em đây là tưởng mời ta ăn gia yến, ha ha, thật đúng là, Hạ ca ngươi một chút liền đoán chuẩn, Hạ Vĩ cười cười, quay đầu đối Dung biết xa nói, Thượng Chu Triệu gia liên hệ ta, nghĩ đến Thượng Hải khai khách sạn, hỏi ta bên này chính sách thế nào, Triệu gia khách sạn sinh ý ở Hồng Kông tới xem còn tính có thể, nội địa một khi buông ra như vậy rộng lớn thị trường, bọn họ nếu không chạy nhanh, mặt sau mặt khác gia tiến vào, nhà bọn họ cũng liền lỡ chuyến, nói chính là ý tứ này, dưỡng sinh canh Lâm Ngọc làm chính. Một đại lẩu niêu dưỡng sinh canh hầm đúng lúc đến hảo thời điểm, phòng bếp cửa sổ là rộng mở, dung niệm gia vừa xuống xe, liền mảnh hút một hơi, liền khách nhân đều mặc kệ, ném ra chân liền hướng trong phòng chạy, dung tâm. Ngươi cư nhiên dám ăn vụng. Dung niệm gia trống giận, Dung tâm đắc ý giàu dạc mà bưng một chén canh, Lâm Dì đau lòng ta, nguyện ý cho ta ăn, Dung niệm gia đầu vừa chuyển, khóc chít chít, "Lâm Dì, ta cũng tưởng ăn canh, hảo hảo, ngươi ca đã trở lại sao?" "Đồ ăn làm tốt, chúng ta thượng bàn uống." Dung biết xa một tay cắm túi quần đi vào tới, cười hô thanh "Lâm Dì, ta kêu Dung biết xa, Lâm Dì có thể kêu ta biết xa." Lâm Ngọc cười nói, "Các ngươi hai anh em thật là kế thừa nhà các ngươi hảo gen, một đám" đều lớn lên ngọc thụ lâm phong, dung niệm gia tiến đến bệ bếp trước, lâm gì, ngọc thụ lâm phong người có phải hay không có thể uống nhiều một chén canh, lâm ngọc cười mắng một câu, ta lại không phải chỉ đợi một ngày liền đi trở về, về sau có rất nhiều cơ hội, một thanh đi theo dung gia gia từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến một cái ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây nam nhân đứng ở phòng bếp cửa, thanh thanh, mau tới đây gọi người, dung biết xa cùng một thanh liếc nhau, hai người đều là người thông minh, càng có thể phân biệt ra đồng loại. bất quá là một đối mặt, hai người đối lẫn nhau đánh giá đều không thấp. một thanh ngoan ngoãn mà gọi người, dung biết xa rất có đương ca ca tư thế, thanh thanh ở trong nhà hảo hảo ở, lấy nơi này đương chính mình gia giống nhau, yêu cầu cái gì kêu niệm gia cho ngươi mua, cảm ơn biết xa ca, dung biết xa đem hạ vĩ giới thiệu cho nàng, hàng huyên hai câu, dung văn rộng lớn rộng rãi vung tay lên, ăn cơm đi. lâm ngọc tay nghề kia không nói, hơn nửa phương thuốc lại xứng hảo một đại lẩu niêu canh gà uống xong, ăn quán sơn trân hải vị mấy người đều cảm thấy chưa đã thèm. Hạ vĩ hướng dung niệm gia cười nói, tiểu tử ngươi phúc hậu, không đem ngươi hạ ca đưa người ngoài, ha ha ha, chúng ta này quan hệ, chỉ định không phải người ngoài, làm buôn bán người, liền không có mỏng da mặt. Dung niệm gia thuận miệng vừa nói, hạ vĩ thật không lấy chính mình đưa người ngoài, ngày hôm sau buổi sáng chính mình lái xe tới dung gia cọ cơm, dung biết xa quả thực vô ngữ, lấy vị này thân gia, trong nhà dưỡng vài cái đầu bếp còn đối một đốn việc nhà đồ ăn nhớ mãi không quên chúng ta huynh đệ không nói trường hợp lời nói đều ngủ một giấc cái kia dưỡng sinh canh chỗ tốt ngươi đừng nói ngươi không biết dung biết xa đương nhiên biết nhưng là không muốn nói rõ chỉ coi như không biết nếu hạ vĩ làm rõ dung biết xa chỉ có thể nói lâm gì sáng sớm ra cửa giữa trưa có trở về hay không tới không biết đi đâu vậy đi tân giả lâm gì gia ở tân giả nhà cũ còn đã trở lại hôm nay đi xem tân giả hạ vĩ đương nhiên biết tân giả là địa phương nào có thể ở tân giả có tổ truyền nhà của người mặc kệ hiện tại như thế nào tổ tiên khẳng định rộng quá trong tay có cái gì dưỡng sinh bí phương chẳng có gì lạ hạ vĩ suy tư luôn mãi xem dung gia thái độ cái kia phương thuốc hắn phỏng chừng lấy không được cũng thế về sau nhiều cùng dung gia đánh hảo quan hệ về sau thường xuyên tới cọ cơm liền thành hôm nay người không ở hạ vĩ không có thể cọ thượng Ngày hôm sau Hạ Vĩ lại tới, Dung Biết xa xoa xoa giữa mày, Niệm gia mang theo người đi Hồng Kông, Hạ Vĩ tưởng uống một chén canh như thế nào như vậy khó. Lúc này, Lâm Ngọc hai mẹ con đã ở Dung gia Hồng Kông trong nhà trụ hạ, gặp qua Dung gia đương gia chủ mẫu, hai mẹ con bị tặng một đống lễ vật, xuyên dùng đều có. Đường cẩm vốn dĩ chính là cái hào phóng người, xem ở Lâm Ngọc hai mẹ con cùng chú em tình cảm, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ngày đầu tiên vừa đến còn không quen thuộc Lâm Ngọc cùng đường cẩm trò chuyện qua sau, hai người đều có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, bất quá mấy ngày công phu, liền chỗ đến cùng thân cận bằng hữu giống nhau. Nói bằng hữu cũng không chuẩn xác, thông dông thúc nơi đó luận, đường cẩm muốn so nàng đại gấp đôi, nhưng là muốn nói tuổi, hai người cũng không tới kém bối nghi như vậy đại. Đường cẩm cười nói, liền cùng thanh thanh cùng dung tâm hai anh em giống nhau, chúng ta các luận các, muốn đường cẩm nói, chú em chính là sinh quá muộn, thế cho nên một bước không đuổi theo từng bước cũng chưa đuổi kịp chú em phàm là cùng lâm ngọc mụ mụ tuổi tương đương năm đó lâm ngọc mụ mụ tuổi trẻ thời điểm chú em chưa chắc không có cạnh tranh lực ở đường cẩm xem ra thâm tình như vậy nam nhân rất khó được không đuổi theo lâm ngọc mụ mụ lâm ngọc ba mẹ sau khi chết hắn đến bây giờ cũng chưa cưới vợ sinh con còn vẫn luôn nhớ lâm ngọc quá có được không dung niệm gia trở về hai ngày này mỗi ngày mang theo một thanh đi công ty mở họp chủ yếu là làm làm kế hoạch công nhân hiểu biết một thanh nghiên cứu một thanh phong cách, cho nàng làm tốt định vị, vì triển lãm tranh làm chuẩn bị, dung niệm gia vội, hắn thủ hạ công nhân liền càng vội, lão bản định ra ngày, 10 ngày sau liền phải khai triển lãm tranh, từ bắt đầu kế hoạch sẽ, đến mặt sau mời nhân vật nổi tiếng, liên hệ nơi sân, chuẩn bị bố trí chờ thượng vàng hạ cám sự tình, vội đến bay lên, một thanh đi theo hắc dung thời đi 3 ngày, làm nàng giảng giải chính mình sáng tác lý niệm, còn muốn phối hợp chụp ảnh tuyên truyền từ từ phía sau nàng liền không đi, dung tâm mỗi ngày mang theo nàng đi dạo phố, một thanh trong tay không có tiền, lại không vui dùng dung gia, liền phiền toái dung niệm gia công ty tài vụ giúp nàng khai cái hộ, thuận tiện giúp nàng đem trong tay hoàng kim bán một ít, tiền tồn tiến tài khoản, tài vụ bắt được nhiều như vậy thỏi vàng, tay đều đang run rẩy. Không hổ là lão bản tìm tới họa gia, kẻ có tiền nộp, tài vụ trước tiên báo cáo lão bản, dung niệm gia chỉ là cười cười, ngươi cho nàng làm tốt là được, chuyện này không cần cùng ta nói, chờ thanh thanh họa bắt đầu bán, xác thật cũng yêu cầu một cái tài khoản, 8 tháng hạ tuần, mau đến khai giảng thời gian, một thanh phỏng chừng hoắc dung thời hẳn là đã ở đi Bắc Kinh trên đường, ngày này, một thanh ăn mặc một cái thuần hắt tơ tầm váy liền áo, lên xe triển lãm tranh, dung tâm tưởng thuyết phục một thanh tô son, nhìn một cái ngươi, tóc đen da trắng, họa thượng màu đỏ son môi, hoàn toàn chính là vẻ rồng điểm mắt nha. Một thanh cười lắc đầu, ta không thích, Đường cẩm ngăn lại nữ nhi, thanh thanh như vậy liền rất đẹp, thanh nhã xuất trần, vừa thấy chính là làm nghệ thuật, cũng là nha, Mục Thanh đối nàng cười một chút, hôm nay là khai triển lãm tranh Nhật tử, ngày hôm qua Hong Kong tiểu báo thượng liền tuyên truyền khai, tuyên truyền chủ yếu có hai điểm, một chút là thổi phồng Mục Thanh xuất thân có bao nhiêu thần bí, tổ tiên chính là con nhà giàu, trong nhà ra quá cái gì cái gì người tài ba, Mục Thanh bản nhân có tài lại có mạo từ từ. Điểm thứ hai chính là tuyên truyền dung niệm gia mời những cái đó nhân vật nổi tiếng, ai 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 sẽ tham dự từ từ, mặc kệ như thế nào tuyên truyền, dù sao nhiệt độ có, này không, một chút liền đem bác quái chi hồn gợi lên tới, hôm nay sáng sớm, triển quán bên ngoài liền ngồi sổn thật nhiều chụp lén nhân vật nổi tiếng bác quái paparazzi, dung niệm gia cơm sáng cũng chưa ăn, liền đi hiện trường chủ trì công tác, thời gian này điểm, mời nhân vật nổi tiếng nhóm tới rồi, dung niệm gia ở đại sảnh đón khách tới trên đường đổ một lát xe, dung gia người từ trên xe xuống dưới khi, công nhân chạy nhanh lại đây dẫn đường. Công nhân vội vàng công tác thời điểm, còn nhịn không được nhìn lén một thanh vài lần, chờ đem người đưa vào đi sau, vội vàng chạy tới cùng đồng sự chia sẻ, tiên nữ tới, tóc dài phiêu phiêu một thân hắc tiên nữ đi vào danh lợi tràng, trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn trụ ánh mắt, lập tức liền có người tưởng tiến lên nhận thức. Dung niệm gia khẳng định không thể buông tha cơ hội này, nhưng là cũng sẽ không làm ai đều tới cùng Mục Thanh nói chuyện. Hắn tuyển vài vị nhân phẩm không tồi người, đem Mục Thanh giới thiệu cho bọn họ. Có dung niệm gia dập dây bắt cầu, hai bên người thực mau hàng huyên lên, đường cẩm ở đại sảnh nhìn đến người quen, lôi kéo Mục Thanh tay cho nàng giới thiệu, Mục Thanh cười vấn an, nhìn đến nơi này. Những cái đó thuần túy tưởng chiếm tiện nghi nhị đại nhóm liền yên lặng lui, cách không được dung lão nhị như vậy ra sức thét to, muốn tới cô nương này là chính bọn họ gia người nộp. Như vậy xuất thân cô nương, lại đẹp bọn họ cũng không dám dễ dàng thông đồng. Đài đáp hảo, hiện tại muốn xem thật đồ vật, mục thanh họa cùng nàng độc đáo phong cách, liền dung niệm gia như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đều tán thưởng, hiện tại lại lấy như vậy vạn chúng chú một phương thức đẩy ra, dung niệm gia công ty công nhân, đều cảm thấy nhã hào thanh mang mục thanh, khẳng định có thể một lần là nổi tiếng, thị trường thượng tràn ngập các loại thợ khí tranh Tây, hoặc là chính là cô phương tự thưởng mặt khác hỏa tác một thanh như vậy sang hèn cùng hưởng phong cách, nháy mắt tiến vào rất nhiều người đôi mắt. hiện trường có cái tên là kiệt đức người mỹ nhìn đến một thanh hỏa tác, lập tức liền đưa ra muốn thu gom, còn chết sống muốn kia phó tên là núi xa hỏa tác, kia chính là tiểu thúc điểm danh muốn tức chứa, chỉ là mượn cấp dung niệm gia trưng bày, chờ triển xong rồi, chính là muốn đưa trở về. Dung, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần ngươi khai ra, ta liền cho nổi. kiệt đức khẩu khí đại, nhưng là nhân gia có cái kia thực lực. Kiệt đức gia tộc là làm hải vận lập nghiệp, sản nghiệp trải rộng toàn cầu, tưởng mua một bức họa còn có thể hoa không dậy nổi tiền. Nhưng là, này thật không phải có tiền hay không sự tình, là này họa căn bản không bán. Dung niệm ra một đống lừa dối, kiệt đức không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn trực tiếp tìm tới một thanh, nhìn đến một thanh, hắn có trong nháy mắt đã quên kia bức họa, tiểu thư, ngày kết hôn sao. Kiệt đức kia phó si hắn biểu tình quả thực thương đôi mắt, một thanh gật gật đầu, nhàn nhạt mà dùng tiếng Anh hồi phục một câu, đúng vậy, ngao, thật là làm người bi thương, ta có thể trông thấy ngươi trượng phu sao, về sau nếu có cơ hội nói, tiểu thư Mỹ Lệ đã kết hôn, kiệt đức lực chú ý một lần nữa tập trung ở họa thượng, một thanh so dung niệm gia còn trực tiếp, cự tuyệt hắn. Cho dù kiệt đức nói này bức họa hắn tưởng mua tới đưa cho hắn tổ phụ một thanh cũng không nhả ra, kiệt đức khai ra giá trên trời cuốn lấy muốn mua một thanh họa tác, bị trà trộn vào tới paparazzi chụp tới rồi, ngày hôm sau nháy mắt thượng đầu đề, hơn nửa mặt khác tin nóng, trận này triển lãm tranh cực có thanh thế, thanh mang cái này họa gia, nháy mắt trở thành trong nghề có danh tiếng nhất nhân tài mới xuất hiện, căn cứ đối một thanh họa tác phong cách định vị, dung niệm gia cảm thấy, mua một thanh họa chủ yếu đám người, hẳn là càng tuổi trẻ quần thể, nhưng là, ngày hôm sau, liền có mấy cái giám đốc người tới dung niệm gia công ty hỏi giới, cố ý mua họa vài cá nhân đều là có chút tuổi người. Dung niệm gia sản hạ hỏi thăm những người này mua họa ước nguyện ban đầu, không nghĩ tới, trừ bỏ tiểu bộ phận cảm thấy mua một thanh họa tăng giá ở ngoài, đại bộ phận người mua, là thật sự thích mục thanh họa. Dung niệm gia cấp mục thanh định vị là tân duệ họa gia, này đó mua họa người không xem này đó mánh lới, bọn họ chỉ xem họa thế nào. Kết quả rõ ràng, mục thanh thâm hậu công lực chinh phục bọn họ, có một cái tài phú xếp hạng cốc 10 đại lão tìm tới Dung Văn Uyên, phi thường lễ phép mà tưởng thỉnh một thanh hỗ trợ họa một bức họa khai ra phi thường cao giá cả giá cả có bao nhiêu cao đạt đến hồng Công bản thổ một đường họa gia bán đấu giá họa tác giá cả nhân gia đều như vậy có thành ý một thanh đương nhiên gật đầu đáp ứng dung niệm gia tự mình lái xe đưa một thanh đi kia gia biệt thự không nghĩ tới ở biệt thự nhìn đến một cái người quen kiệt đức kiệt đức vội vàng phất tay cười đến cùng đại ngốc tử giống nhau một tiểu thư chúng ta lại gặp mặt ngươi hảo một thanh gật gật đầu nhà này chủ nhân tưởng cấp qua tuổi 8 tuần lão phụ thân cùng lão mẫu thân họa một bức họa cũng có thể nói là trước tiên chuẩn bị di ảnh hừ những cái đó tranh tây không có linh hồn nhỏ bé ta lão nhân không thích ta còn là thích chúng ta quốc túy có ý cảnh quốc họa có ý cảnh là thật sự có ý cảnh nhưng là lại không có tranh tây hoặc là cameras chiếu ra tới như vậy thật sự phía trước vẫn luôn do dự mà đâu xem qua một thanh triển lãm tranh lúc sau hai vợ chồng già cảm thấy cô nương này họa không tồi hai vợ chồng già ăn mặc chỉnh tề vui tươi hớn hở mà ôm phì miêu ngồi ở trong hoa viên chờ mục thanh chúng ta thượng tuổi người sớm muộn gì có như vậy một ngày ta lão nhân không kiên kỵ này đó quan tài đều chuẩn bị tốt mười mấy năm lại chuẩn bị một bức di ảnh cũng không gì mục thanh cười nói ngài lão nghĩ thoáng dung niệm gia hỗ trợ đem vẽ tranh công cụ chuẩn bị tốt mục thanh sửa sang lại hảo váy ngồi xuống Đại lão cùng Kiệt Đức đứng ở một thanh phía sau xem nàng vẽ tranh, bắt đầu còn nói chuyện với nhau vài câu, sau lại đều an tĩnh lại. Kiểu Trung Quốc kỹ xảo kiểu Tây ứng dụng làm Kiệt Đức mở rộng tầm mắt, cũng làm Đại lão cảm thấy chính mình cấp tiền thực giá trị, cô nương này đáy hậu, về sau tiền đồ rộng lớn thật sự. Họa xong sau, một thanh thưởng thức một phen, đối hai vợ chồng già nói, đây là ngài lão tranh chân dung, ta liền không rơi ấn. Hai vợ chồng già xem qua họa lúc sau, lão thái gia vội vàng nói: muốn ngươi vẫn là phải cho ký tên đóng dấu ngươi vẽ tranh đến hảo chờ ta về sau lễ truy điệu thượng dùng qua sau con cháu còn có thể đem họa thu hồi tới nếu là về sau trong nhà suy tàn ăn không được cơm còn có thể đem họa lấy ra đi bán lão thái thái cười mắng một câu ngươi một cái tao lão nhân họa ai mua đại lão đều cười đối mục thanh nói phiền toái ngươi cái cái con dấu hành mục thanh lấy ra chính mình tư ấn đắp lên này phúc mạo điệp đồ liền tính xong rồi rất tốt rất tốt, quay đầu lại ta liền tìm người cấp bồi thường. Kiệt Đức thành khẩn mà đối Mục Thanh nói, ngươi kia phó họa không bán cho ta cũng đúng, ta có thể hay không thỉnh ngươi đi nhà ta, cho ta tổ phụ cũng họa một bức họa, các ngươi quốc gia như vậy phát đạt, nhiều đến là họa gia, không cần ta cũng có thể, không giống nhau, bọn họ đều không phải ngươi. Kiệt Đức thái độ rất tốt, dung niệm gia đều ngượng ngùng cự tuyệt, Mục Thanh chỉ có thể nói, ta không rảnh xuất ngoại, hơn nữa hai ngày này liền phải về nhà, xác thật không giúp được ngươi vội, kiệt đức thập phần vệ oải, thật là làm người tiếc nuối. Trên đường trở về, dung niệm gia hắc hắc mà cười, đối mục thanh nói, biết không, hôm nay thu được tiền, là ta làm này hành tới nay, kiếm được đơn bút nhiều nhất tiền, phần đầu họa gia, cũng sẽ không phản ứng dung niệm gia, hắn đương nhiên cũng không bán quá nhiều như vậy tiền. Trước nói hảo, chỉ này một lần, về sau lại có người tìm ta họa tranh chân dung, ta chính là không tiếc, lòng ta hiểu rõ nếu là mỗi người đều có thể tiêu tiền thỉnh ngươi họa tranh chân dung, khi đối với ngươi thanh danh không tốt, ảnh hưởng thần cách, thần cách, cái gì thần cách, ha ha, họa thần. Thanh thanh nha, ngươi cái này hoàn toàn phát hỏa, đầu một hồi giá cả trực tiếp cùng một đường ngang hàng, mặt sau chính là hoạn lộ thêm thang lạc, một thanh cười cười, dù sao nàng vẽ tranh, hắn phụ trách mua bán, mặt khác nàng mặc kệ, thời gian không còn sớm, nàng muốn chuẩn bị đi trở về dung niệm gia cấp một thanh chuẩn bị một chiếc không gian rất đại xe việt giả đường cẩm cấp chuẩn bị lễ vật đều đặt ở trong xe cùng nhau ngồi thuyền đưa về thượng hải dung niệm gia đem người đưa về thượng hải bồi tiểu thúc ăn bữa cơm liền đi trở về ngày hôm sau lâm ngọc đưa một thanh đi nhà ga đã sớm thác quan hệ nói tốt một thanh xe dùng xe lửa vận đi bắc kinh muốn cho một thanh lái xe đi bắc kinh lâm ngọc không yên tâm mẹ khi nào hồi nam quảng ta bồi ngươi dung gia gia ở vài ngày liền trở về. Ngươi trên đường trở về chú ý an toàn, chờ đến Bắc Kinh sau, nhớ rõ cho ngươi dung gia 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 gọi điện thoại, ta biết ngươi tin tức ta lại đi, ai, ta đi rồi mẹ, một thanh bên này mới vừa ngồi trên xe lửa, hoặc dung thời đã đến Bắc Kinh trong nhà, hắn cũng không nhàn rỗi, mấy ngày nay nơi nơi dạo, mua hảo chút mới mẻ trái cây đưa đến một gia, liền chờ Mục thanh đã trở lại, Tôn gia hai chị em trong lén lút trộn nói, này hai cái khẳng định nói thường, Diệp Thái Bình cười nói, này còn dùng đoán. Trước kia không có nói toạc, đó là chủ gia cô nương không tới tuổi, liền tính hoắc đoàn trưởng tưởng nói, ngươi xem một phó sư trưởng có nguyện ý hay không, hoắc dung thời vẫn luôn đang đợi hắn đầu quả tim thượng cô nương lớn lên, mọi người đều biết nha, chương 107, mẹ, ta tới rồi, tới rồi liền hảo, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày chuẩn bị khai giảng, hảo, tới rồi liền hảo, một thanh hôm nay giữa trưa đến Bắc Kinh, Hoắc Dung thời nhận được nàng, hai người lái xe đi ăn cơm trưa, lại tìm địa phương cấp thượng Hải Dung gia gọi điện thoại, hai mẹ con nói vài câu, Mục Thanh đang muốn quải điện thoại, Lâm Ngọc nhớ tới một sự kiện, "Ngươi từ từ, mẹ, còn có chuyện gì?" Điện thoại kia đầu, Lâm Ngọc do dự một chút, "Ngươi cùng Tiểu Hoắc phải chú ý đúng mực. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, vạn nhất nháo ra chuyện gì, không tốt lắm." Lâm Ngọc nói đến hàm xúc, Mục Thanh đều nghe minh bạch chờ ở một bên hoắc dung thời cũng nghe thấy, một thanh lung tung gật đầu ứng, cúp điện thoại thời điểm, chỉ cảm thấy lỗ tai thiêu đến hoảng, hoắc dung thời da mặt dày, chủ động dắt tay nàng, chúng ta về nhà, một thanh hừ nhẹ một tiếng, ngươi hồi nhà ngươi, ta hồi nhà ta, hoắc dung thời mặt mang ý cười, lôi kéo nàng đi ghế phụ, làm ta cũng thử xem này nhập khẩu xe việt giả được không khai, một thanh cột kỹ đai an toàn, hoắc dung thời ngồi trên ghế điều khiển, phát động xe, khai thực vững vàng một thanh dựa vào da thật ghế dựa quay đầu xem hắn xăng làm sao bây giờ xe bình xăng là mãn dùng xong rồi ta đi đâu mua kêu dung niệm da cho ta gửi chuyện này ngươi không cần phải xen vào quay đầu lại ta lộng mấy rương xăng trở về phóng trong nhà còn có này xe hiện tại xe quý trọng đặt ở ngõ nhỏ khẳng định không được tốt nhất vẫn là phóng trong nhà nhà ngươi hậu viện tới gần hoa viên cái kia tiểu viện tử có cái cửa hông quay đầu lại kêu dịp thái bình đem cửa hông ngạch cửa lộng một lộng tu cái tiểu sườn dốc, xe chạy đến hậu viện phóng, một thanh lười nhát mà cười, có người nhọc lòng này đó việc vặt vảnh thật tốt, hoắc dung thời nhịn không được sờ sờ nàng sườn mặt, một thanh nắm lấy hắn tay, chú ý an toàn, hảo hảo lái xe, hoắc dung thời nắm lấy tay lái, cười nói, dịp thái bình sẽ lái xe, về sau ngươi đi học tan học kêu hắn lái xe đón đưa, không cần lo lắng thời tiết trời nóng khí lạnh, xét đánh trời mưa, có cái xe đối với ngươi xác thật phương tiện, không có xe thời điểm, gặp phải cực đoan thời tiết một thanh liền không trở về nhà trụ túc xá rốt cuộc không bằng trong nhà thoải mái xe thai tiến cẩm thành hẻm ngõ nhỏ chơi đùa bọn nhỏ chạy tới sôi nổi hỏi cái này là cái gì xe như thế nào không ở trên đường cái gặp qua đâu đây là nga thức xe mới sao không phải nga đây là nước đức xe tiểu hài như nhóm khoa trương mà ngao thanh một tỷ tỷ chúng ta tưởng ngồi xe xe một thanh từ trên xe xuống dưới cười nói ngồi đi một tỷ tỷ thật tốt Mấy cái bảy tám tuổi hài tử lanh lẹ mà bò lên trên xe, hoắc dung thời duỗi tay đem chìa khóa rút, Diệp Thái Bình nghe được động tỉnh ra tới, thanh thanh đã trở lại, ân, phiền toái ngài đem hậu viện cửa hông ngạch cửa lộng một lộng, trong chốc lát đem xe từ cửa hông chạy đến trong nhà phóng, Diệp Thái Bình đôi mắt tranh lượng, đây là trong nhà xe, một thanh cười gật gật đầu, nghe nói Diệp Thúc đẩy ra xe, về sau muốn phiền toái ngươi lái xe đón đưa ta, ha ha ha, không phiền toái không phiền toái, nam nhân sao, liền không có không yêu lái xe, vừa nghe có này chuyện tốt, Diệp Thái Bình đỉnh Thái Dương cũng muốn chạy nhanh đem hậu viện ngạch cửa chuẩn bị cho tốt, trong nhà không có gạch cắt đất, hắn kỵ xe đạp đi mua trở về, chạng vạn trước liền đem hậu viện cửa hông tiểu sườn dốc xây hảo, chờ xi măng làm là có thể dùng, hôm nay thời tiết nhiệt, phỏng chừng hai ba tiếng đồng hồ xi măng mà là có thể làm, lúc này đúng là tan tầm thời gian, ngõ nhỏ hài tử về nhà nói cho ba mẹ, ăn cơm chiều sau, mọi người đều ra tới xem náo nhiệt tuy rằng đều là ở tại một cái ngõ nhỏ hàng xóm, từng nhà nhật tử đều quá không kém, nhưng là so với một gia vẫn là kém một đoạn. Nhìn một cái nhân gia trong nhà lui tới bằng hữu người trẻ tuổi đều là chút người nào, trong nhà còn thỉnh ba cái làm việc nhi, hiện tại liền xe tư gia đều dùng tới, vừa thấy chính là hoàn toàn mới, nghe nói vẫn là nước đức hóa, hiện tại nhân gia, trong nhà có một chiếc xe đạp đều là một kiện rất có mặt mũi sự tình, một gia không chỉ có có xe đạp, hiện tại ô tô đều khai thượng có tiền đều mua không được thứ tốt, một gia không phải người bình thường nộp. Hàng xóm nhóm đối một thanh có xe cảm thấy khiếp sợ, khai giảng sau, Mục thanh các bạn học cũng kinh há to miệng, đặc biệt là đại xảo xảo, nàng thật vất vả thông qua thi vòng 2, nghỉ hè đi bộ ngoại giao đi làm, tuy rằng chỉ là hỗ trợ, cũng làm nàng ở thân thích bằng hữu dương mi thổ khí một hồi, cái này nghỉ hè quá miễn bàn nhiều thống khoái, hảo sao, một hồi đến trường học, còn không có hảo hảo hưởng thụ các bạn học hâm mộ ánh mắt, mục thanh vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người diệp lâm hưng phấn không thôi này xe thật là đẹp mắt là xe bớt không phải là nhà ta xe lý thấu đáo kinh ngạc nói nhà ngươi như thế nào sẽ có xe đừng đậu ta hiện tại cả nước sở hữu xe đều là nhà nước ngươi cho ta không biết đâu diệp lâm lắc đầu ngươi chưa nói đối phía nam có chút đầu tư bên ngoài tiến vào kiến xưởng bọn họ xe là từ nước ngoài vận tới có xe tư gia dùng mục thanh cười nói ngươi biết đến còn rất nhiều, Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cùng hồ nhão giống nhau, liền kém dính vào trên xe, này xe thật phong cách Tây, trong nhà có một chiếc như vậy xe, khai ra đi nhiều có mặt mũi, Diệp Thái Bình cười ha hả mà cùng một thanh chào hỏi, kiêu ngạo mà lái xe về nhà, một thanh lôi kéo Diệp Lâm, đừng nhìn xe mông, ta đi thời điểm các ngươi mới bắt đầu thi vòng 2, cuối cùng kết quả thế nào, vô nghĩa, đương nhiên là phi thường hảo, chúng ta muốn quá không được thi vòng 2 này không phải thực xin lỗi ngươi đối chúng ta phụ đạo sao, hoàng lệ cùng lý thấu đáo đều nở nụ cười, các nàng đều qua, mấy người vừa nói vừa cười mà hồi phòng ngủ, đại xảo xảo yên lặng mà theo ở phía sau, đến phòng ngủ sau, mục thanh nhìn đến phòng ngủ có cái 4 năm tuổi tiểu cô nương, lý thấu đáo vội vàng nói, tiểu vân, mau tới đây gọi người, đây là mục thanh a di, đây là ngươi nữ nhi, lý thấu đáo cười sờ sờ nữ nhi biếm tóc, ân. Ta cùng ta ái nhân đều ở Bắc Kinh, nữ nhi lưu tại quê quán chúng ta không yên tâm, dứt khoát liền mang đến, các ngươi hai mẹ con trụ cùng nhau, tạm chấp nhận ở đi, thuê nhà phí tiền, có thể tỉnh liền tỉnh một chút đi, ký túc xá giường đơn, một người ngủ còn hành, một cái đại nhân mang theo một cái bốn năm tuổi hài tử, buổi tối cũng vô pháp nhi xoay người, buổi chiều ta đem ta đồ vật dọn đi, giường đệm để lại cho các ngươi ngủ, lý thấu đáo vội vàng nói, không cần như vậy phiền toái, vốn dĩ chính là ngươi giường ngủ chúng ta như thế nào không biết xấu hổ chiếm không có việc gì vốn dĩ ta ở phòng ngủ cũng trụ không được vài lần hiện tại trong nhà có xe đón đưa ta quát phong trời mưa ta cũng có thể trở về phòng ngủ giường ngủ ta liền càng không cần phải diệp lâm hát đệm ai nha ngươi cùng một thanh cái này đại tài chủ khách khí cái gì nha nàng nhường cho ngươi ngươi liền chịu lý thấu đáo cảm kích nói ta đây liền da mặt dày ứng mục thanh cảm ơn ngươi không cần khách khí mục thanh lưu tại phòng ngủ đồ vật không nhiều lắm giữa trưa dịp thái bình lại đây đưa cơm trưa mục thanh cùng hắn đề ra một câu buổi chiều mục thanh cũng chưa hồi phòng ngủ dịp thái bình lái xe mang theo tôn đại tỷ tới phòng ngủ liền đem mục thanh hành lý toàn bộ dọn đi rồi lý thấu đáo tốn số tiền lớn mua tân đệm giường đem giường đệm chuẩn bị cho tốt về sau nhà bọn họ ở cái này địa phương liền có ngủ địa phương lý thấu đáo ái nhân với hoành kiệt nghe được có cái này chuyện tốt cười cùng lão bà nói nghèo sinh gian kế phú trường lương tâm nộp với hoành kiệt lời này không phải trống rỗng nói hai vợ chồng một cái là đứng đắn sinh viên một cái là sinh viên đại học chuyên khoa mắt nhìn về sau nhật tử liền hảo quá nghỉ hè về quê cũng mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật ai biết một hồi đi liền đụng tới đại bá gia nhi tử nữ nhi khi dễ bọn họ nữ nhi trong nhà ba mẹ liền ở bên cạnh nhìn một chút đều mặc kệ với hoành kiệt sinh khí ba mẹ còn cảm thấy bọn họ hai vợ chồng phát đạt khinh thường trong nhà huynh đệ thân thích cố ý tìm việc nhi hai vợ chồng luyến tiếc nữ nhi ở quê quán bị khi dễ cắn răng đem khuê nữ mang đến bắc kinh hai vợ chồng đều nghĩ tới tuy rằng hiện tại nhật tử không hảo quá nhưng là trường học có trợ cấp hai phu thê tiết kiệm một chút nhiều dưỡng một cái hài tử không thành vấn đề chờ này hai ba năm chịu đựng đi với hoành kiệt bắt đầu đi làm trong nhà liền hoảng quá khí tới ngươi đừng nói như vậy tuyệt đối làm giàu bất nhân người còn thiếu Người này đồng học khẳng định là có lương tâm kia một loại người, chờ chúng ta về sau có cơ hội, khẳng định muốn báo đáp nhân gia, lý thấu đáo gật đầu, mục thanh giúp nàng rất nhiều, nàng như vậy thành tích có thể tiến bộ ngoại giao mạ vàng, ít nhiều mục thanh chỉ điểm nàng, khai giảng sau, đại gia đâu vào đấy mà bắt đầu học tập sinh hoạt, bộ ngoại giao bên kia công tác bọn họ cuối tuần mới đi một chuyến, hôm nay, lý thấu đáo đang ở sửa sang lại tư liệu, nghe được phó bộ trưởng ở cùng chủ nhiệm nói chuyện phím, nói hiện tại quá thiếu ngoại giao nhân tài nghỉ hè tân tuyển học sinh đều đỉnh không được trọng dụng lão công nhân nhóm công tác áp lực quá lớn lý thấu đáo trong đầu một chút hiện lên mục thanh mặt không có tới bộ ngoại giao phía trước lý thấu đáo nhận thức người bên trong mục thanh là lợi hại nhất tới bộ ngoại giao lúc sau lý thấu đáo cảm thấy mục thanh ít nhất có thể bài tiếng tiền tam liền hướng nàng khẩu ngữ nói được cùng tiếng mẹ đẻ giống nhau bộ ngoại giao đều tuyển không ra vài vị có thể là chân chính lợi hại người đều xuất ngoại đi, dư lại nhân tài không lý thấu đáo trong tưởng tượng như vậy ưu tú. Lý thấu đáo đem nghe được tin tức này nói cho Diệp Lâm cùng Hoàng Lệ, Hoàng Lệ cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, Diệp Lâm lại nói, chúng ta cảm thấy là cơ hội tốt, Mục Thanh không nhất định như vậy cảm thấy, nàng nếu muốn tiến bộ ngoại giao, lúc trước liền tham gia tuyển chọn, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, Hoàng Lệ gật gật đầu, người nói có lý, ta xem Mục Thanh sự nghiệp tâm không cường, nói không chừng nàng liền nghĩ tới nhàn nhã nhật tử đâu, Lý Thấu Đáo cảm thấy cũng là, tính, vậy trước không cùng một thanh nói, Bắc Kinh mùa thu thực đoạn, bắt đầu mùa đông sau hạ trận đầu tuyết, hoắc dung thời lái xe đi trần gia ăn lẩu, hai người vòng điểm lộ, đi kia gia bán bò bít tết cửa hàng cầm hơn 20 cân thịt bò cùng thịt bò nạm, bò bít tết cửa hàng lão bản cũng là chịu phục, này hai người, thật đem hắn nơi này làm như chợ bán thức ăn sao, hai người các ngươi tới rất sớm, lái xe lại đây phương tiện sao mục thanh đem một nửa thịt bò đưa cho trần ngọc thụ cắt miếng nhi trong chốc lát xuyến thịt bò ăn đến liệt mục thanh xoa xoa tay chờ tay ấm áp mới đi ôm bánh bao ai da lớn lên thật mau hình lị lắc lắc đầu không tính mau một tháng mới trường một cân ta hỏi qua thẩm viên nhà nàng xíu mại tiểu cô nương so với ta da bánh bao lớn lên nhiều mục thanh không nhịn cười chờ hài tử trưởng thành như vậy nhũ danh sẽ không làm cho bọn họ bị đồng học dễ cực, này có gì, coi như cùng đồng học kéo gần quan hệ sao, hình lị đối nhi tử về sau còn là phi thường có tin tưởng. Hai người hàng huyên một lát hài tử, hình lị hỏi ôn gia sự tình, ta mẹ sau khi trở về cho ta gọi điện thoại, nói một hồng cường thân gia gia nải nải tiền tới, còn là phi thường lợi hại vũ khí chuyên gia, ân, có chuyện này, khai giảng sau. một Hồng Cường tới trong nhà đi tìm nàng, hắn ý tứ là, nhà bọn họ sẽ không sửa tên họ, chỉ cần bọn họ nhận, hắn về sau vẫn luôn là một gia người. Mục Thanh có thể nói như thế nào, vẫn là cùng trước kia giống nhau bái, đương thân thích chỗ. Nguyên lai Vương Thải Hà hy vọng lão ta một nhà có thể từ ôn gia nhờ ơn, hiện tại xem ra, ôn gia xuất hiện, nhất được lợi vẫn là Mục Hồng Cường. Nghe Mục Hồng Cường nói, hắn có rảnh liền đi gia gia nải nải chỗ đó, đi theo học đồ vật. Hắn kế hoạch mau chóng đọc tốt nghiệp, sau đó thi lên thạc sĩ đi hắn gia gia thủ hạ học vũ khí chế tạo, có cái như vậy ưu tú tôn tử, còn nguyện ý đi theo hắn học, ôn minh đức đương nhiên vui vô cùng. Trần Ngọc Thụ nói, một thúc tam huynh đệ, hiện tại mọi nhà đều quá đến hảo, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, ân, ừ, đều quá đến hảo, về sau cũng sẽ không cho nhà bọn họ tìm việc nhi, ăn cơm thời điểm, Trần Ngọc Thụ hỏi hoắc dung thời, người chỗ đó thế nào, có thể lưu lại sao, có thể lưu lại. Hoắc Dung thời đã thu được thông tri, đầu xuân sau hắn liền phải đi Bắc Kinh quân khu, cái kia chức vị công tác không tính vội, về sau hắn nói không chừng có thể tiếp một thanh đi làm tan tầm, hoặc là một thanh tiếp hắn đi làm tan tầm, một thanh cho hắn kẹp thịt, ăn nhiều một chút, nha nha, như vậy thân thiết sao, còn cấp kẹp thịt, ngươi cho ta kẹp một khối. Hình lị cầm chén đưa qua đi, một thanh khẽ cười một tiếng, cấp cấp một khối đậu hũ, ăn nhiều một chút, đậu hủ có dinh dưỡng ngươi cái này tiểu nha đầu, Mục Thanh nhấp miệng cười, quay đầu xem Hoắc Dung Thời. Nàng biết, hắn tìm cơ hội ở Bắc Kinh lưu mấy năm, hoàn toàn là vì bồi nàng, Hoắc Dung Thời cũng xem nàng, hai người nhìn nhau cười, các ngươi hai cái không sai biệt lắm được rồi, đương ai không nói qua luyến ái dường như. Tức phụ, ngươi nói có phải hay không, hình lị sách một tiếng, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi hai người các ngươi chạy nhanh lăn. Mục Thanh cùng Hoắc Dung thời đều nở nụ cười buổi chiều về đến nhà, Mục Thanh kêu Tôn A Di nấu nước nàng muốn rửa mặt, ăn cái lẩu trên người hương vị không dễ ngửi. Hoắc Dung thời ở nàng cách vách có một cái phòng ngủ, ngẫu nhiên lại ở chỗ này ở một đêm. Mục Thanh tắm rửa xong ra tới, ước dầm về đầu tóc bao ở bên nhau. Hoắc Dung thời tiếp nhận khăn lông, cởi bỏ nàng bao lấy đầu tóc, cẩn thận mà giúp nàng sát. Mục Thanh thoải mái mà nằm ở hắn trên đùi, có thể là trong phòng quá ấm áp, cũng có thể là nàng quá tâm động. Qua một lát, nàng duỗi tay câu lấy hắn cổ, hắn theo hắn, phấn lộn cánh hoa môi hôn lên hắn môi mỏng, một thanh chơi xấu, không giống trước kia hôn liền đi, nàng lúc này hôn lại thân, hôn môi, thân hắn cầm, cũng không buông tha hắn hầu kết, hôn hắn hầu kết kia nháy mắt, nàng nhạy bén mà cảm giác được hắn thân thể căng thẳng, nàng dường như phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình, năm lần bảy lượt chơi xấu treo đùa hắn, đột nhiên, nàng cảm thấy không tốt, nàng cảm giác được hắn giống như một đầu muốn lao ra lung mảnh thú muốn đem nàng nuốt giống nhau trước kia nàng vừa thu lại tay hắn tự giác thối lui đến lồng sắt còn tự giác giữ cửa khóa lại hôm nay hắn từ bỏ khắc chế chính mình một thanh chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ nàng bị hắn bế lên tới đặt ở hắn trên đùi bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi tuyết trắng thiên địa sáng sủa xuyên thấu qua hờ khép cửa sổ trong phòng minh ám quan ảnh đang chéo trung một cái kiều mềm tiểu cô nương ngồi ở một thanh niên trên người, đầu của hắn chôn ở nàng cổ chỗ, hô hấp trầm trọng, tiểu cô nương hút khí nhỏ giọng nói, ta đau, ngươi buông ra điểm, sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi buông ra tay, hư ôm lấy nàng eo nhỏ, khàng khàng thanh âm có chút ủy khuất, ngươi không cần như vậy lăn lộn ta, một thanh không tiếng động mà cười, ông hắn dựa vào chính mình ngực, thực xin lỗi sao, lần sau sẽ không, thật sự lần sau sẽ không, nàng bảo đảm, lần sau còn sẽ. Hoắc Dung thời từ trước đến nay biết nàng tiểu ác liệt, này tiểu nha đầu liền sẽ tại đây mặt trên lăn lộn hắn. Tình nhân gian ôn thanh tế ngữ, cũng ngăn cản không được thời gian chảy xuôi, nhĩ tấn tư ma gian, một buổi trưa thời gian liền như vậy tiêu xài, nhoáng lên mắt, từ đầu mùa đông tiến vào đến trời đông giá rét, nguyên đáng tiếc thời điểm, một thanh trong nhà tới hai người, theo chính bọn họ giới thiệu, bọn họ là bộ ngoại giao người. Trong đó một cái vẫn là chủ nhiệm, họ lưu bọn họ đang ở tìm chọn người thích hợp bắt đại một cái lão sư đề cử nàng bởi vì biết một thanh cấp hoàng lệ các nàng phụ đạo quá tiếng anh khẩu ngữ biết nàng rất lợi hại một đồng học tiếng anh cùng ai học cùng lão sư học ta ba ba là tham gia quân ngũ khi còn nhỏ quân khu đại viện có cái lão sư trước kia tại ngoại giao bộ công tác quá ta đi theo hắn học tiếng anh cùng tiếng nga sau lại đi đông bắc quân khu đại viện có cái đương quá phiên dịch nải nải lại đi theo nàng lão nhân gia học nghe được nàng là quân khu đại viện ra tới, hai người thái độ hòa ái rất nhiều, nàng xuất thân thuyết minh thân phận của nàng hẳn là không có gì vấn đề, chỉ cần trình độ quá quan, nàng chính là tốt nhất người được chọn. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi tìm ta là, lưu chủ nhiệm không có trực tiếp trả lời nàng, mà là dùng tiếng Anh cùng nàng nói chuyện, tưởng thử nàng trình độ, cuối cùng kết luận sao, một thanh trình độ so với hắn cao, hàng huyên hơn một giờ. Bọn họ tìm nàng đang làm gì một câu không nói, sau đó liền cáo từ, quả thực làm người không hiểu ra sao. Diệp Thái Bình sắc mặt không tốt, ta xem không phải sự tình tốt, tình hình chung chỉ có tuyển bí mật nhiệm vụ người chấp hành mới có thể vòng lớn như vậy phần công. Mục Thanh một chút tinh thần, nếu cùng Diệp Thái Bình suy đoán giống nhau, là chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ, kia khẳng định muốn xuất ngoại, đến lúc đó trời xa đất lạ, chỉ sợ tính nguy hiểm rất cao. Mục Thanh một chút lại nằm đến ghế trên, tính, xem tình huống lại nói ta không đi còn có thể cưỡng bức ta đi, hảo hảo nguyên đáng tiếc, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, ở ấm áp dễ chịu trong phòng đợi mới là nhất thoải mái. Hoắc Dung thời hôm nay cùng Trang Bác đi chu nham gia, nửa buổi chiều mới trở về, mới vừa vào cửa dịp Thái Bình liền đem buổi sáng bộ ngoại giao tới sự tình nói cho Hoắc Dung thời. Hoắc Dung thời nhíu mày, ta đã biết, trong phòng, một thanh ghé vào trên giường xem sách giải trí, ngươi đã trở lại, ân, lạnh không, còn hành đi. Một thanh xoay người ngồi dậy, Diệp Thái Bình theo như ngươi nói, ngươi như thế nào biết, xem ngươi kia trương xuống mặt có cái gì không biết. Hắn là cái trầm ổn người, chỉ có ở đụng tới cùng nàng có quan hệ sự tình khi, mới có thể treo ở trên mặt, hoặc dung thời khóe miệng hơi kiều, bọn họ nếu lại đến tìm ngươi, ngươi trực tiếp lui, đừng đáp ứng, yên tâm, ta này mạng nhỏ ta là thực coi trọng, ta cũng thực coi trọng. Hoắc Dung thời cúi xuống thân, hôn nàng khóe miệng, một thanh một chút nở nụ cười. Hoắc Dung thời lập tức đứng lên, sợ chính mình bị này tiểu nha đầu câu đến đầu óc ngất đi, đừng ở trên giường, lên chúng ta hạ một lát cờ, một gia nhân gia như vậy, mỗi lần từ nội bộ thanh tra thời điểm đều không thể thiếu bọn họ nhân gia như vậy, sau lưng bị tra xét bao nhiêu lần, chỉ sợ chỉ có tương quan đơn vị nhân tài biết, cho nên một gia hồ sơ thực mau liền bắt được, còn thực đầy đủ hết, một buổi trưa công phu, một thanh gia xuất thân bị sờ soạn cái thấu, bọn họ không nghĩ tới một thanh có cái đương ba ba phó sư trưởng còn có một môn ở hồng kông thân thích bạn bè thân thích còn có thị trưởng vũ khí chuyên gia từ từ nhân vật hiện tại nói đối tượng cũng là thanh niên tài tuấn trong nhà nguyên lai cũng là bắc kinh trong thành phải tính đến nhân gia nhà này muốn phóng trước kia ít nhất cũng là cái quan lớn gia tiểu thư vẫn là độc đinh người này chúng ta có thể nói động sao nhìn một cái nhân gia này đa tài đa nghệ vẫn là cái tài nữ khó lường vạn nhất ở bên ngoài xảy ra chuyện gì nhi này hậu quả chúng ta có thể đảm đương đến khởi, thật dày hồ sơ một đám tên, gọi người không thể không coi trọng, một cái khác lãnh đạo không như vậy xem, nàng thân phận tin được, trừ cái này ra còn có một cái chỗ tốt, cô nương này nghỉ hè ở Hồng Kông bên kia nháo ra không nhỏ động tĩnh, lấy họa gia thân phận đi ra ngoài, không đục lỗ đi, thân phận xác thật thích hợp, các ngươi đi trước thử một chút thái độ, không được chúng ta lại nghĩ cách, nghe ngài, ngày hôm sau, bộ ngoại giao người lại tới nữa. Hoắc Dung thời cũng ở nhà. Lưu chủ nhiệm trong lòng hồi ức một thanh hồ sơ, một chút liền cùng một thanh đối tượng đối thượng hào, xem vị này thanh niên tài tuấn biểu tình, hôm nay này một hàng, chỉ sợ thực gian nan. Quả nhiên, bọn họ vừa mở miệng, Hoắc Dung thời trực tiếp giúp một thanh không, một thanh chỉ là cái đơn thuần tiểu cô nương, như vậy nguy hiểm sự tình, các ngươi nên tìm chuyên nghiệp người đi làm, tỉ như bộ đội bên trong, ngoại ngữ nói rất đúng cao tố chất nhân tài cũng không phải không có. Lưu chủ nhiệm lắc đầu, chúng ta không phải không nghĩ tới, bọn họ trên người khí chất không phù hợp, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ không tầm thường, người như vậy đưa đi vô dụng, ta nhưng thật ra nhìn là cái người thường, các ngươi cảm thấy ta có sức chiến đấu sao, lưu chủ nhiệm cười nói, yên tâm, liền tính đi, khẳng định không phải ngươi một người, chúng ta còn có những người khác hiệp trợ ngươi, khẩu khí này, nó giống như nàng là duy nhất người được chọn, lưu chủ nhiệm đột nhiên thay đổi đề tài ta nghe nói ngươi tưởng mau chóng bắt được bằng tốt nghiệp, lưu chủ nhiệm tự hỏi tự đáp, cũng đúng, nghe ngươi lão sư nói, ngươi học thức không thể chê, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không ở trường học đãi quá mấy ngày, không phải ở nhảy lớp chính là ở chuẩn bị nhảy lớp trên đường. Đại học sao, tưởng nhảy lớp có điểm khó khăn, nhưng cũng không phải không được, nghe hiểu lưu chủ nhiệm ám chỉ, một thanh quả thực nhịn không được cười, ngài sẽ không cảm thấy, ta vì trước tiên hai năm tốt nghiệp, liền đi mạo lớn như vậy hiểm đi lưu chủ nhiệm thở dài nói lên nhiệm vụ lần này trung tâm là muốn đi tiếp một vị vũ khí chuyên gia trở về đồng thời mang về tới một đám tư liệu hai nhiệm vụ mục tiêu mỗi một cái đều trọng yếu phi thường vì cái gì là hai cái mục tiêu đem người mang về tới hắn còn có thể không biết như thế nào làm nghiên cứu không phải những cái đó tư liệu là hắn lão sư một vị người hoa nhà khoa học nghiên cứu thành quả chính hắn cũng không có làm minh bạch người cùng tư liệu tư liệu ưu tiên cấp tối cao hiện tại tư liệu bị giấu ở nước Mỹ cũng chưa về, vì đại cục suy xét, này đó tư liệu cần thiết mang về tới. Mục Thanh nghĩ tới nàng không gian, nghĩ tới Lý Bảo ứng đã từng cùng nàng nói qua nói, có lẽ là ý trời, mới có thể làm cho bọn họ tìm được nàng. Nhìn ra Mục Thanh có dao động khuynh hướng, Lưu chủ nhiệm vội vàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta người thực đáng tin cậy, nhất định đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi. Hoắc Dung thời thấy nàng ý động, hắn đưa ra tưởng đi theo cùng đi, lưu chủ nhiệm không có đáp ứng thân phận của ngươi chịu không nổi ra chúng ta không nghĩ mạo một chút hiểm thỉnh ngươi lý giải hai người liếc nhau một thanh không có trước tiên đáp ứng mà là nói muốn suy xét suy xét chờ lưu chủ nhiệm đi rồi một thanh tưởng cấp trong nhà gọi điện thoại điện thoại chuyển được nàng ba không nói một lời một thanh nhạy bén mà phát hiện lưu chủ nhiệm hẳn là đã liên hệ quá nàng ba mẹ chuyện này ta là không đồng ý nhưng là ngươi nếu muốn đi ta cũng không ngăn cản cha con hai nói một lát lời nói, cúp điện thoại trở về, trên đường trở về, Mục Thanh nhìn chầm chầm ngầm xem, giày đạp lên tuyết, kẻo kẹt kẻo kẹt mà vang, Mục Thanh ngẩng đầu, thở dài, chúng ta hỏi một chút lưu chủ nhiệm, có thể hay không tìm được Lý Bảo ứng, Lý Bảo ứng, hoặc dung thời từ nơi sâu thẳm trong ký ức tìm ra người này, lúc trước đã tới nhà bọn họ, Gia Gia nói là cái cục trưởng, sau lại không còn có gặp qua. Người này là cái gì mấu chốt nhân vật? lưu chủ nhiệm rất tưởng tranh thủ mục thanh lập tức đi tìm lý bảo ứng người này nhưng là người này chỉ có một tên thân phận là đặc thù sự vụ cục cục trưởng mặt khác tin tức một chút đều không có tìm không thấy người này nhưng là người này hiện tại vẫn là đặc thù sự vụ cục cục trưởng liền thái quá mục thanh một chút cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn nàng tới bắc kinh sau liền căn cứ lý đạo trưởng địa chỉ đi đi tìm người nhưng là không tìm được mục thanh suy nghĩ cả đêm Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Lưu chủ nhiệm, nàng trong lòng muốn đi làm chuyện này, Mục Thanh mở miệng đáp ứng rồi, Lưu chủ nhiệm cao hứng không thôi, lập tức liền phải giúp nàng làm xuất ngoại các hạng giấy chứng nhận, chuẩn bị nước ngoài lưu hành trang phục, nàng nhiệm vụ là đi tiếp xúc vị kia danh hiệu pháo hoa chuyên gia, từ hắn nơi đó biết tư liệu giấu ở nơi nào. Mục Thanh lập tức kêu đình, ta không cùng các ngươi cùng đi, ta từ Hồng Công đi. Lưu chủ nhiệm nghĩ nghĩ, Mục Thanh xác thật không thể cùng bọn họ cùng đi. Mục Thanh lập tức ngồi máy bay đi Thượng Hải, thông qua Dung Gia đi Hong Kong, sau đó, thác nhận thức kiệt đức người liên hệ đến đã về nước kiệt đức, lơ đảng mà để lộ ra Mục Thanh muốn đi nước Mỹ chơi tin tức. Kiệt Đức nghe được Mục Thanh rơi xuống đất thời gian, vui rạo rực mà chờ Mục Thanh đi nước Mỹ, hắn lập tức dẫn người đem Mục Thanh tiếp về nhà. Này tranh chân dung không phải có sao, từ khai triển lãm tranh đến bây giờ này 4 năm tháng, thông qua dung niệm gia thao tác, Mục Thanh họa đã bán ra tam phút, tất cả đều là giá cao bán ra, thanh mang tên ở trong ngành đã không phải cái gì vô danh tiểu tốt, tin tưởng trải qua một đoạn thời gian lắng động lại sau, một thanh làm lại duệ họa gia, biến thành nổi danh họa gia, đã không có gì chướng ngại, đồng hành cũng minh bạch, thanh mang cái này họa gia, yêu cầu chỉ là lắng động lại thời gian. Tháng 1 ở nước Mỹ có một cái toàn cầu nghệ thuật triển, một thanh chính là đi tham gia cái này triển lãm, dung niệm gia cái này người đại diện muốn cùng nàng cùng đường. Mặt khác, một thanh bên người còn đi theo một cái trung đẳng dáng người diện mạo bình thường trung niên nữ tính, là chiếu cố nàng người. Vị này tên là Quế Dì A Di thật sự rất biết chiếu cố người, trên phi cơ còn không quên cấp một thanh chuẩn bị tinh xảo điểm tâm cùng trà nóng. Phương Nam điểm tâm quá mức tinh xảo đẹp, trà hương quá hấp dẫn người, hấp dẫn khoan hạng nhất vài vị hành khách, một thanh hào phóng mà mời bọn họ nhấm nháp, xuống phi cơ trước. Mục Thanh đã cùng này đó tân nhận thức bằng hữu kết hạ thiện duyên, còn ước hảo có rảnh cùng nhau ăn cơm một thanh trường thẳng phát bị năng thành ôm nhu thuộc nữ đại tóc quăng, thân xuyên một thân trường khoảng màu trắng dương nhung áo khoác, tam chỉ khoan rắn chắc đai lưng thích chặt ra eo nhỏ, chân dẫm một đôi lõa sắt dày cao gót, đi lay động sinh tư. Châu Á nữ tính uyển chuyển khí chất, ở một thanh trên người chương hiển không bỏ sót, không biết cự tuyệt đệ mấy cái tiếng lên đến gần nam nhân sau, dung niệm gia vô ngữ, ngươi liền không thể điệu thấp điểm, một thanh cũng thực vô ngữ, nàng cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy, thanh mang mục thanh ta ở chỗ này mục thanh quay đầu kiệt đức khoa trương mà nhảy dựng lên ta ở chỗ này dung niệm gia thấy được lặng lẽ cùng mục thanh nói này ngốc tử có thể kế thừa gia nghiệp sao hắn muốn kế thừa gia nghiệp nhà hắn không bị bại hết kiệt đức chạy tới dung niệm gia câm miệng cười khen kiệt đức một hồi kiệt đức cười ha ha các ngươi định hảo trụ địa phương sao còn không có định nói đi nhà ta trụ thế nào đa tạ hảo ý của ngươi nhưng là không cần dung niệm gia bức thiết mà tưởng cùng một thanh nói chuyện một thanh căn bản không phản ứng hắn dung niệm gia đem kiệt đức kéo đến một bên nói một lát lời nói kiệt đức mới đi ngươi nói với hắn cái gì ta nói với hắn ngươi ngồi máy bay quá mệt mỏi tâm tình không tốt kêu hắn hôm nào đi khách sạn tìm ngươi khách sạn đính hảo sao đính hảo chúng ta đi thôi dung niệm gia cùng một thanh đều không phải chịu khổ nhọc người có tiền đương nhiên trụ hảo khách sạn mới được bọn họ đến một gian phòng xếp ba người trụ cùng nhau Đến trong phòng, quế dị buông trương hành lý, trước tiên đem trong phòng kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có vấn đề sao, đối mục thanh gật gật đầu, mục thanh cởi bỏ áo khoác treo lên, niệm gia ca, chúng ta khi nào đi nghệ thuật triển, ngày mai đi, đêm nay thượng ca ca ta mang ngươi đi chơi chút vui vẻ. Dung niệm gia hướng mục thanh cười quái dị, ăn cơm chiều hai người xuống lầu, ở đại sảnh đụng tới chờ kiệt đức, hai người đương nhiên muốn đem kiệt đức mang lên, nơi nào thú vị hắn khẳng định phi thường có quyền lên tiếng. Một thanh cùng dung niệm gia cùng kiệt đức đi đến cái gọi là vui vẻ địa phương, một phòng uống say cùng sắp uống say người gân cổ lên tru lên, trong phòng hỗn loạn yên vị nước hoa vị hãng vị từ từ các loại hương vị, quả thực chướng khí mù mịt, đứng ở cửa, một thanh một bước cũng không chịu bước vào đi, tới cũng tới rồi, đi vào chơi chơi sao, đi sao đi sao, dung niệm gia bám vào một thanh bả vai đi vào, tìm vị trí ngồi xuống, mông còn không có ngồi nhiệt, một cái sắc mặt đỏ lên con ma men chen qua tới, một thanh chạy nhanh hướng bên trong ngồi, hắc, huynh đệ ngươi làm gì đâu. Kiệt đức giữ chặt con ma men, nơi này không chào đón ngươi, đổi cái địa phương chơi đi, kế tiếp, ép mở đầu thăm hỏi ngữ đầy trời bay loạn, trên đài ca hát gõ cổ gào rống tiếng gầm, đêm này đó thăm hỏi ngữ thanh âm đều đè ép đi xuống, một thanh chỉ cảm thấy đầu đau, trở về trở về, chúng ta này liền trở về, một thanh mắt trợn trắng, Dung niệm gia ở Hồng Kông còn có người quản, tới nước Mỹ lúc sau liền thả bay tự mình đúng không? Trở về khách sạn, Quế gì cũng ở. Một thanh rửa mặt sau, Quế gì một bên giúp một thanh sửa sang lại trương hành lý một bên nhỏ giọng thuyết minh thiên an bài. Ngày mai chấp đầu địa điểm, liền ở nghệ thuật triển thượng. Ngày hôm sau buổi sáng một thanh thức dậy rất sớm, nàng ăn xong cơm sáng dung niệm gia còn không có tỉnh. Một thanh liền mặc tốt xiêm y mang theo Quế gì ra cửa đi dạo. Nghệ thuật triển làm rất lớn, một thanh đi xoay hơn 2 giờ, có không ít thu hoạch. Nửa đường đi nhà vệ sinh sau, dạo đến giữa trưa đã đói bụng, mới hồi khách sạn, dung niệm gia lúc này mới tỉnh, một đầu ngốc mau đều tạc, một thanh tấm tắt một tiếng, hình tượng từ bỏ, trong phòng liền ngươi, muốn cái gì hình tượng nha. Dung niệm gia hít mắt ngáp một cái, một thanh xem hắn ăn mặc quần đùi ở bên cửa sổ đi tới đi lui, thật là không sợ lãnh, hy vọng hắn ngày mai liền cảm mạo, dung niệm gia thân thể hảo, thổi trong chốc lát gió lạnh làm sao cảm mạo, cần thiết liền thổi hai ngày mới được, dung niệm da nghẹt mũi nghiêm trọng, ăn dược còn không thấy hảo, không có biện pháp, chỉ có thể đem người đưa đến bệnh viện đi. Trước mặt đài hỏi thăm, ly khách sạn 3 km vị trí liền có một nhà bệnh viện, một thanh mang dung niệm da đi xem bệnh, tiếng bệnh viện đại môn, dung niệm da ngất đi đầu giống như thanh tỉnh một chút, này bệnh viện rất cao cấp ha, bằng không đâu. Ngươi nhìn một cái ngươi này không biết cố gắng thân thể, xem một lần tiểu cảm mạo tiền phỏng chừng đủ ngươi đi ngươi muốn đi địa phương cao hứng rất nhiều lần ai nha ta là hạng người như vậy sao cao cấp bệnh viện tư nhân thu phí quý phục vụ khẳng định đúng chỗ đi vào liền có chuyên nghiệp người toàn bộ hành trình phục vụ chích điếu thủy thời điểm còn có điểm tâm đồ uống nhìn một cái này phục vụ đồ uống uống đến quá nhiều một thanh đi toilet nàng mới vừa thượng xong toilet đang ở rửa tay đột nhiên vọt vào tới là cái người vạm vỡ canh giữ ở cửa cùng một thanh mắt to trừng mắt nhỏ. Nữ sĩ, chúng ta thu được cử báo, nơi này có người an trí bom, chúng ta yêu cầu tiến hành kiểm tra, hành, các ngươi kiểm tra đi. Một thanh nghi người nhường ra vị trí, ngài bao chúng ta cũng yêu cầu kiểm tra, một thanh mặt đen, các ngươi đây là ở xâm phạm nhân quyền, ta muốn cáo các ngươi, một thanh đại khái liền biết như vậy một câu, mặt sau cũng nói không nên lời cái gì càng có lực phản đối nói tới, tóm lại, nàng bao bị kiểm tra rồi, Bên trong phóng một quyển sách, một bao khăn giấy, sau đó là son môi, chìa khóa, chocolate này đó thượng vàng hạ cám đồ vật, cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới. Đến nổi một thanh trên người, áo khoác treo ở cánh tay thượng, nội đáp là một thân tu thân châm dệt váy dài, hoàng mỹ mà phát họa ra thân thể của nàng đường công, nhìn kỹ, tuyệt đối không ai hoài nghi nàng váy phía dưới tàn lôi. Một thanh tức giận mà dẫn theo bao đi rồi, còn đem vị kia hữu hảo phục vụ nhân viên mắng một đốn mới cảm thấy hả giận. Mục Thanh quá sinh khí, cảm thấy chính mình bị mạo phạm, chờ dung niệm gia thua xong dịch, đã kêu hắn đính vé máy bay, ngày mai nàng phải đi về. Cô nãi nãi, ngươi trước từ từ, ít nhất chờ ta hết bệnh rồi mới có thể đi thôi. Nhất muộn hậu thiên, hảo hảo hảo, hậu thiên hành đi, kiệt đức biết Mục Thanh phải đi, ngày hôm sau liền tới thỉnh Mục Thanh, ba lần bốn lượt mà, Mục Thanh không hảo lại cự tuyệt hắn, liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu, hoa một buổi sáng cho hắn tổ phụ họa một trương họa. Kiệt Đức lão tổ phụ thực thích, Kiệt Đức đối Mục Thanh thập phần cảm tạ, đưa ra làm nàng cưỡi nhà hắn phi cơ hồi Hong Kông. Mục Thanh thế mới biết, Kiệt Đức một nhà không chỉ có làm thuyền vận, còn làm không vận. Mục Thanh cảm tạ hắn tri kỷ, này bức họa liền không thu tiền. Mục Thanh không thu tiền, Kiệt Đức chết sống phải cho, Mục Thanh bị bắt thu một tuyệt bút tiền, vẫn là tiền mặt. Trở lại khách sạn, Dung Niệm Gia tối hôm qua thượng ngủ một giấc khôi phục đến không sai biệt lắm, lúc này không ở trong phòng, phỏng chừng là đi ra ngoài mua sắm đi, quế gì cũng không ở, một thanh nhạy bén mà nhận thấy được, trong phòng bày biện đồ vật không thích hợp, giống như có người động quá, một thanh cởi áo khoác nằm xuống nghỉ ngơi, chờ nàng tiểu ngủ lên, quế gì còn không có trở về, một thanh hướng trong bao tắc không ít tiền, mặc tốt áo khoác đi ăn cơm mua sắm, một thanh rời đi không bao lâu, nàng trong phòng vào hai người, nếu một thanh ở, liền sẽ biết. Này hai cái chính là ngày hôm qua kiểm tra nàng bao người đồ vật không ở nơi này chẳng lẽ là nữ nhân kia nói dối không có khả năng chúng ta tình báo hệ thống không có khả năng có sai đồ vật không ở bệnh viện không phải nữ nhân này mang đi kia có thể là phía trước có người đi qua toilet nữ nhân này đừng dễ dàng buông tha tiếp tục giám thị là một thanh tiêu tiền hoa hung nhân gia đưa hóa đi lên tam trương hành lý lễ vật dung niệm gia thấy đều phải giơ ngón tay cái lên kiệt đức cấp tiền sách là cái hào phóng nhân nhi ha vé máy bay mua sao không đâu vừa định gọi điện thoại cấp trước đài không cần mua ngày mai chúng ta ngồi kiệt đức gia phi cơ trở về dung niệm gia hâm mộ ngươi được đến hắn hữu nghị một thanh hừ nhẹ một tiếng ta cũng không bạch muốn ngày mai cho hắn đưa điểm đồ vật sáng sớm hôm sau một thanh cùng dung niệm gia ngồi xe đi sân bay quế gì đơn độc kêu xe dẫn theo một cái trương đi kiệt đức gia một thanh đi rồi lại có người đi lục soát một lần nhà ở không thu hoạch được gì qua nửa giờ sau bọn họ thu được tân tình báo muốn bọn họ đuổi theo một mụn hắc cái rương mấy người chạy xuống lâu bắt lấy đứa bé giữ cửa hỏi rõ ràng sau vội vàng lái xe đuổi theo cái rương lúc này mặt khác một đội nhân mã cũng đồng thời xuất phát đuổi theo cái rương quế gì đến kiệt đức gia biệt thự bên ngoài cái rương bị người đoạt đi kiệt đức thập phần tức giận một thanh đưa cho hắn lễ vật như thế nào có thể bị như thế thô lỗ mà đối đãi gọi tới bảo tiêu đem những người này đều trói Quế gì sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài, thao sức sẹo tiếng Anh cùng kiệt đức cáo biệt, chạy nhanh đi sân bay. Mặt khác một bên, có một trận xuất phát càng mau phi cơ đã trời cao, một thanh vì chờ quế gì, chậm một bước, bị người ngăn ở đăng ký khẩu, nàng hành lý lại bị nhảy ra tới, một thanh tức giận đến ngực phát trung, không màn hình tượng mà chửi ầm lên, còn đánh người, kiệt đức tới rồi. một Thanh lược hạ tàn những lời nói, đời này đều sẽ không lại đến nơi này. Kiệt Đức tiếp núi nói, Ngươi đưa ta kia phúc ta cùng ta tổ phụ họa ta thực thích, lần sau chờ ta đi Hồng Kông chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, một thanh bình phục xong cảm xúc, mới nói, lần này tuy rằng thực không thoải mái, nhưng là ngươi là ta bằng hữu chân chính, hy vọng chúng ta hữu nghị trường tồn, nhất định, rốt cuộc ngồi trên phi cơ, dung niệm gia tâm rốt cuộc thả lại trong bụng, một thanh, ngươi nói thực ra, lần này ngươi tới nước Mỹ là làm gì tới, đương nhiên là xem nghệ thuật triển tới, bằng không ngươi cho rằng ta tới làm gì. Mục Thanh vô tội mà chớp mắt, Dung Niệm da cắn răng, lời này xem hắn tin hay không? Mục Thanh nở nụ cười, vỗ vỗ hắn mu bàn tay, đừng thẩn trương, ngủ một giấc chúng ta liền đến gia. Tới rồi Hồng Công. Mục Thanh không có trước tiên trở về, mà là ở Dung gia ở mấy ngày, cuối kỳ khảo thí đều mau tới rồi, Mục Thanh mới không tình nguyện mà hồi Bắc Kinh, mang về tới tam cái Trương lễ vật cũng mang về Bắc Kinh, đến lúc đó lại từ Bắc Kinh mang về Nam Quảng, thật đủ lăn lộn. Tới rồi Bắc Kinh trong nhà, Mục Thanh mở ra kia ba cái cái rương, khẽ cười một tiếng, trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người sấn nàng không chú ý khai quá nàng cái rương. Mục Thanh đề ra cái rương đi ra ngoài, giao cho Diệp Thái Bình, đưa cho Lưu chủ nhiệm, liền nói ta cho hắn mang lễ vật. "Hảo, biết Mục Thanh đã trở lại, hoắc dung thời liền đi học đều mặc kệ, trước tiên chạy về trong nhà." Mục Thanh cười bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, xem ra ta muốn sau so ngươi trước tốt nghiệp, thấy nàng hảo hảo. Hoắc Dung thời cũng cười, chúng ta đây sang năm mùa hè liền kết hôn, một thanh hào khí mà vỗ ngực bảo đảm, ta đáp ứng rồi, ngươi quay đầu lại hỏi ta ba mẹ có đáp ứng hay không, Hoắc Dung thời nhịn không được ôm sát nàng, hai người ôm thật chặt, chúng ta về nhà, vẫn là trong nhà an toàn, hắn sợ có một lần liền có lần thứ hai, hắn sợ những người đó nhớ thương bảo bối của hắn, một thanh yên lặng mà nhếch lên khóe miệng, một năm đọc xong đại học còn hành. Cuối kỳ khảo thí trong lúc, một thanh một người ngồi một cái trường thi thật nhiều bài thi chờ nàng đáp đối một thanh tới nói văn khoa sao không có gì mới mẻ sự tứ thư ngũ kinh cổ điển văn tập khảo thí nội dung bao quát tri thức liền không có nàng không học quá phụ trách giám thị mấy cái các lão sư đều kinh ngạc nguyên bản cho rằng đây là cái đi cửa sau không nghĩ tới nhân gia thật là có bản lĩnh một thanh tươi cười thân thiết các lão sư ta khi nào tới bắt bằng tốt nghiệp ngươi cái này đồng học quá không biết khiêm tốn chờ thêm mấy ngày đi, nếu thành tích thông qua, ngươi cùng nhập học lại lên lớp lại sinh viên năm bốn nhóm cùng nhau tốt nghiệp, cảm ơn lão sư, một thanh bên này tốt nghiệp, hoặc dung thời hỏa tốt đẩy rất bên kia lưu Bắc Kinh công tác, làm chu nham nhặt tiện nghi, chu nham cười nha không thấy mắt, chờ các ngươi hai kết hôn, ta cho các ngươi bao cái đại hồng bao, chúng ta đây hai nhưng chờ, thành tích ra tới sau. Một thanh cùng đại bốn các sư huynh sư tỷ cầm bằng tốt nghiệp chụp ảnh chung, hoàng lệ các nàng mấy cái đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hoàng lệ các nàng cũng đi tìm trường học sinh trước tiên tốt nghiệp, không cần phải nói, một đám người bị mắng ra tới, có chưa từ bỏ ý định, muốn lão sư đối xử bình đẳng. Lão sư cười lạnh một tiếng, đem tốt nghiệp khảo thí bài thi lấy ra tới, hoàng lệ các nàng ngươi xem ta ta xem ngươi, yên lặng mà câm miệng. Lão sư lại đem một thanh giải bài thi lấy ra tới, hoàng lệ các nàng nhìn lúc sau xoay người liền đi, tính tính, các nàng một người bình thường, cùng một thanh như vậy đã gặp qua là không quên được yêu nghiệt so cái gì so. Đại một tham gia tốt nghiệp khảo thí, còn lực áp toàn bộ niên cấp các sư huynh sư tỷ lên làm đệ nhất danh, cũng chính là nàng. Một thanh vui tươi hớn hở mà thu thập hành lý, chờ hoắc dung thời cùng lỵ tỷ tỷ bọn họ lại đây, bọn họ lái xe đi sân bay, đều không cần xuống xe, trực tiếp lái xe thượng phi cơ. Hôm nay chúng ta xem như mở rộng tầm mắt, còn có thể ngồi xe ngồi máy bay hồi Nam Quảng, này đãi ngộ cũng là đầu một phần. Trần Ngọc Thụ ở trên ghế sau, ông hài tử liếc một thanh cùng Hoắc Dung thời liếc mắt một cái, hai người các ngươi lập cái gì đại công lao, hình lị cho hắn một cái tác, đầu óc ngăn chặn, nói cái gì đều dám nói, Trần Ngọc Thụ cười hắc hắc, tức phụ nhi đừng nóng giận sao, ta chính là nói giỡn, tùy tiện nói nói, một thanh ra cửa bên ngoài, một kế đông cùng Lâm Ngọc cả đêm cả đêm ngủ không được, hiện tại khuê nữ đã trở lại, hai người cao hứng cùng cái gì dường như, sớm liền chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn liền chờ khuê nữ trở về. Một thanh lái xe từ sân bay về nhà, xe đình đến cửa nhà, hoắc dung thời hô một tiếng một thúc, một kế đông liền cùng nghe không được giống nhau, cười ha hả mà nắm khuê nữ xuống xe, hỏi một xe lời nói, có đói bụng không, khác không khác, có nghĩ ba mẹ.